Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 245. Chương 2441, gặp gỡ. Linh hỏa của hắn có uy lực đẳng cấp hóa thần, lão hòa thượng ngươi không động tâm sao? Thanh Hồ Thánh Vương hỏi lại, lúc ấy bần tăng không thể phân tâm, chưa từng cảm giác được khí tức linh hỏa. Nhưng nghe bọn họ miêu tả, đó xác nhận là yêu hỏa. Tuệ Quang Thánh Giả nhìn ra tâm tư Thanh Hồ Thánh Vương. Phối phương trấn linh hương cùng Nam Minh Ly hỏa đều là vật nàng bắt buộc phải có, chỉ trách Tần Tang mang ngọc có tội. Thanh Hồ Thánh Vương yên lặng. Tuệ Quang Thánh Giả không tiếp tục truy vấn, nhắc nhở, trừ phi hỏa này có thể được Thánh Vương luyện hóa, tăng lên cực lớn tu vi cùng thần thông. Nếu vẻn vẹn chỉ vì nhiều thêm một thủ đoạn đối địch, lực lượng hỏa này quá mức cuồng bạo, chỉ sợ khó mà trưởng khống. Tại quy khư nếu tùy tiện vận dụng, tạo thành ba động kịch liệt, ngược lại khả năng dẫn tới đàn thú vây công, khiến cho chúng ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Người này đã là chim sợ cành cong, không thể dùng mạnh, Thánh Vương tốt nhất nên nghe bần tăng nói, không nên khư khư cố chấp, làm phức tạp thêm. Đông Hải quy khư, hung thú hoành hành. Cho dù trước đó thiên đạo ma âm dẫn phát hung thú làm loạn, quy khư cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ hóa thần cũng khó mà vào, phải chuẩn bị vạn toàn mới dám khởi hành. Ngày nay hung thú bị ma âm ảnh hưởng mà phát cuồng, còn không biết trong xào huyệt chúng là cảnh tượng gì. Đông Độ Phi Thăng, hung thú là một trong những uy hiếp lớn nhất. Nhất là trong quy khư, một con hung thú, bọn họ còn có thể đối phó, nhưng nếu đối chọi gay gắt, tranh đấu ba động rất có thể dẫn tới càng nhiều hung thú. Nếu như có thể hàng phục khí linh, khống chế bảo vật này, bản vương sẽ không cưỡng cầu cái khác. Thanh Hồ Thánh Vương nhìn ngũ hành miện trên đỉnh đầu ma thân, ngữ khí rốt cuộc mềm nhũn ra. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, lần này thất thủ, muốn bắt lại người kia rất khó. Trừ phi nàng cùng lão hòa, thượng tự thân xuất mã, những người khác tham gia vào chỉ là chịu chết. Một khi có gió thổi cỏ lay, người kia cảm giác được không ổn, ẩn nấp không ra, thậm chí chạy ra Trung Châu. Tìm chỗ tránh nạn trong phong bạo mang, bọn nàng chẳng lẽ một mực không phi thăng, canh giữ ở Trung Châu, đợi đến khi tìm ra hắn mới thôi. Lão hòa thượng là địa đầu xà, muốn tìm người kia còn phải dựa vào lực lượng Phật môn. Chuyện khẩn yếu trước mắt là nghĩ biện pháp trợ giúp cổ ma áp chế điên cuồng, khôi phục một chút linh trí. Khảo vấn bí mật, thuận tiện từ trên người cổ ma nghiệm chứng một ít chuyện trước đó, tìm tòi nghiên cứu thiên đạo ma âm. Vèo, mấy tăng nhân nhào về phía Đoạn Sơn. Trong ngũ sắc vân hà có thể nhìn thấy linh quang màu sắc khác nhau, chứng tỏ ngũ hành thần cấm còn chưa hủy diệt trận cấm trên núi. Bọn họ phụng mệnh đi cứu giúp Di Bảo Vô Tướng Tiên Môn. Cao thủ Phật môn cũng đều phân tán các nơi, chiếm cứ các vị trí trọng yếu Di Phủ, xua đuổi người không liên quan. Đáng tiếc nhân thủ không đủ, thêm nữa biến cố xuất hiện nhiều lần, ma thân vừa hiển lộ dấu hiệu thất bại, những người kia liền giải tán lập tức. Thông đạo Di Phủ cũng một mực khoét trương, hiện tại đã bao trùm non nửa Thái Nhạc Sơn Mạch, Di Phủ sắp hiện thế trở lại. Tuệ Quang Thánh Giả tính một lưới bắt hết không thể làm được, chỉ có thể nắm giữ Di Phủ trong lòng bàn tay trước đã. Trên không trung, Độc Vương từ cho kén đi ra, trở về từ cõi chết, liếc nhìn dãy núi Di Phủ, ánh mắt lấp lóe không yên. Mới vừa rồi, Độc Vương nghe từ Nhạc Lăng Thiên biết được chuyện phát sinh trong khoảng thời gian gã bị nhốt, vừa may mắn lại sầu lo. May mắn chính là, trước đó có khuynh hướng giao dịch, không kết xuống tử thù với người kia. Sầu lo chính là, cổ vương rơi vào nhân vật như vậy, làm sao đòi lại. Mạc Hành Đạo ở bên cạnh điều trị khí tức, vừa quan sát Thanh Hồ Thánh Vương cùng Tuệ Quang Thánh Giả. Sau đó nhìn những người khác, bất động thanh sắc lùi ra ngoài, không ngờ bên tai đột nhiên vang lên truyền âm, thân ảnh cứng đờ. Có thương tích trong người, không tiện tiếp đón, thất lễ. Trong một góc thạch phủ đơn sơ mới mở ở núi hoang, Tần Tang dừng lại chữa thương, nhìn về phía Lưu Ly đi tới, khuôn mặt tái nhợt tươi cười. Nhìn ra hắn cười rất gian nan, dùng sức khẽ động khóe miệng. Hóa thân đưa Lưu Ly tới, vội vàng rời đi. Tần Tang giải thích, trước đó hóa thân ngụy trang thành lão tổ Tạ gia ở Bồ Sơn, lần này bại lộ thân phận, trêu chọc yêu tộc Thánh Vương, rất có thể mang cho Tạ gia tai họa. Ta có mấy bằng hữu còn tại Bồ Sơn, không biết nơi này xảy ra biến cố, cần mau chóng đưa tin cảnh báo, để bọn hắn sớm ứng đối. Thừa dịp tin đồn chưa truyền ra, nhanh đi đường tắt thông qua Lục Châu Đường, không biết còn kịp hay không.
Tần Tang chỉ có thể làm hết sức nghe thiên mệnh. Nghĩ đến có quỷ mẫu tọa trấn, có thể an bài thích đáng. Lưu Ly điểm nhẹ trán, nhìn ra bản tôn Tần Tang thương thế nghiêm trọng, về sau ngươi định làm gì? Tự nhiên là tìm nơi chữa thương trước đã. Tần Tang giật giật khóe miệng, không ngờ khiên động thương thế, suýt nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lại cưỡng ép duy trì nụ cười, ngưng mắt nhìn Lưu Ly, thấy Lưu Ly mang đồ biển thanh, mặc dù mang theo mũ tăng, vẫn có thể thấy tóc xanh dưới vành nón. Trang phục cư sĩ không chỉ không che giấu dung mạo tuyệt hảo của Lưu Ly, ngược lại giúp nàng thêm mấy phần xinh đẹp nho nhã và bình yên, giảm đi mấy phần băng lãnh, nhìn không khó tiếp cận như trước. Tần Tang có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm khó hiểu. Năm đó Lưu Ly cắt tóc, dứt khoát ra đi, hắn nghĩ là khó có thể gặp lại nàng. Nhìn dung nhan quen thuộc, không khỏi thốt ra, may mắn tiên tử không chân chính quy y. Lưu Ly không nói một lời, dương mắt lạnh nhìn hắn. Tần Tang vội vàng im lặng, gượng cười hai lần, trạng thái mình. Bây giờ, tốt nhất vẫn không nên quá càn rỡ, nếu không Lưu Ly chỉ một tay cũng có thể chụp chết mình. Lúc này, Tần Tang chú ý tới cảnh giới Lưu Ly vẫn còn tại Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng khí tức đã tương xứng với hóa thân, đã là Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong. Tu vi tiên tử, nghĩ đến Lưu Ly còn có thể cảm ứng được bản thân, chứng tỏ tai họa ngầm tà công còn chưa giải quyết, chẳng lẽ nàng lại bị bình cảnh khốn trụ. Tần Tang không khỏi lo lắng. Lưu Ly bình thản nói, lúc Di Phủ xuất hiện trên đời, ta đã cảm ứng được thời cơ đột phá, đang muốn bế quan. Đoán ra Tần Tang muốn hỏi cái gì, Lưu Ly hơi dừng lại, nhìn hắn một chút, nói, ngươi có thể che đậy lại lạc ấn. Hai người cùng tham gia Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh, Tần Tang đảo khách thành chủ, ở thế chủ động. Mặc dù nàng kiệt lực áp chế lạc ấn, nhưng Tần Tang chỉ cần nguyện ý, thêm chút động niệm là có thể để cố gắng của nàng nước chảy về biển đông. Tần Tang tựa hồ không rõ chuyện này, chỉ có thể nói rõ cho tới bây giờ không động tâm tư tới phương diện này. Cho dù năm đó tại thánh địa giao đấu với Ân Trường Sinh, nàng chủ động giải khai tâm thần. Tần Tang cũng chỉ đơn thuần mượn chân nguyên nàng ngự sử Thái Dương thần thụ, sau đó lập tức chặt đứt liên hệ, không dư thừa tạp niệm cùng động tác nào. Vẫn nên nhanh chóng nghĩ biện pháp giải khai lạc ấn cho thỏa đáng. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2442, xa lạ. Tần Tang cảm khái, nghe Lưu Ly nói, tu trì Phật Pháp hiệu quả rất cao, tựa hồ còn chưa đủ giải quyết tai họa ngầm triệt để. Đã nói đến chuyện đột phá, Tần Tang lấy một ngọc cầu từ trong thiên quân giới ra, đưa về phía Lưu Ly. Ngọc cầu to bằng nắm đấm trẻ con, tản mát hào quang xanh biếc tinh khiết, quang huy rạng rỡ như dạ minh châu. Trên ngọc cầu có vô số lỗ nhỏ bé, nhìn như tàn khuyết không đầy đủ. Ngọc cầu chính là linh phôi Thiên Linh Lung. Lưu Ly không tiếp, nhưng ánh mắt cũng bị Thiên Linh Lung hấp dẫn, trực giác nói cho nàng biết thứ này không phải phàm vật. Tần Tang giải thích, vật này tên Thiên Linh Lung, ta lấy từ một đốt thủ chí bảo của Mộc Tướng Nhất Mạch luyện chế ra, có thể phụ trợ đột phá hóa thần. Tiến giai hóa thần, một bước cảm ứng thiên nhân cực kỳ trọng yếu, cùng một nhịp thở với linh căn. Ngươi cũng biết, ta là ngũ linh căn, vật này đối ta vô dụng. Ta không thiếu bảo vật phụ trợ phá cảnh, ta định dùng viên ngũ hành đan kia giao dịch với Mạc Hành Đạo, đổi lấy linh tê tiên quả, nhưng không biết Mạc Hành Đạo chạy thoát không. Nói xong, Tần Tang vừa lấy hộp gỗ ra, vừa thể hiện ghi chép bí thuật Thiên Linh Lung trong quang cầu màu xanh ra. Lưu Ly dùng thần thức dò vào quang cầu, nhìn xong nội dung bên trong, mặt lộ dị sắc. Trầm mặc một lát, Lưu Ly lắc đầu nói, ta tiện tay giúp mà thôi. Tính tình vẫn không thay đổi à? Hắn nói nhiều như vậy, vẫn không thể để cho Lưu Ly tiếp nhận. Tần Tang thầm than, ngươi tiện tay giúp ta, nhưng đối ta mà nói lại là ân cứu mạng. Huống hồ, lúc tiên tử xuất thủ đã mạo hiểm quá lớn. Tiên tử tu trì Phật Pháp, chẳng lẽ không biết, ngươi nghiêm phòng tử thủ với ta như thế là lấy tướng, thuận theo tự nhiên mới là chính đạo. Lưu Ly vẫn kiên trì ý của mình, nàng chỉ ghi lại nội dung trong quang cầu. Ta chưa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, còn nhiều thời gian tìm linh tài, luyện chế Thiên Linh Lung. Nguyệt Quế Tiên Lâm đã xuất thế qua, nói rõ chưa tuyệt tích, chưa hẳn tìm không thấy. Tần Tang há to miệng, sau cùng đành phải thu hồi linh phôi Thiên Linh Lung. Đã như vậy, ta thay tiên tử giữ lại. Mặt khác, trong tay của ta còn một cây Trấn Linh Hương, nếu tiên tử cần, cứ việc nói.
Lưu Ly từ chối cho ý kiến. Tần Tang không còn kiên trì, đổi đề tài. Tiên tử gia nhập thế lực nào? Chuyện hôm nay có ảnh hưởng không? Thông đạo truyền tống bại lộ, quan hệ giữa thế lực kia và vô tướng tiên môn cũng bại lộ. Vạn nhất dẫn phát hậu quả, tông môn rất có thể bởi vậy giận chó đánh mèo Lưu Ly. Yểm Nguyệt Am, tổ sư lập phái và trưởng lão vô tướng tiên môn kết làm đạo lữ. Sau khi vô tướng tiên môn hủy diệt, môn nhân tránh cư thế ngoại, lúc hành tẩu bên ngoài dùng thân phận khác che giấu tai mắt người. Lưu Ly giới thiệu sơ lược lai lịch Yểm Nguyệt Am. Biết tổ sư Yểm Nguyệt Am xuất thân từ thủy tướng nhất mạch, còn liên quan đến kim tướng nhất mạch. Thân sắc Tần Tang hơi động, vội vàng lấy ra mấy vật. Có ngọc giản lấy từ băng nghi cung, có ngọc giản ghi chép thái nhất tàng thủy, vô quang thuẫn, nguyên tịch thần luân, yên lan vô ảnh huyễn thân, các loại truyền thừa của thủy tướng điện. Cũng có chuôi kim kiếm đạt được trên đế thụ sơn, bao hàm kiếm trận truyền thừa của kim tướng điện. Tần Tang giao toàn bộ cho Lưu Ly, để tự nàng quyết định. Nhìn qua nội dung bên trong ngọc giản và kim kiếm, Lưu Ly không khỏi nhìn Tần Tang nhiều chút, không ngờ Tần Tang thu hoạch phong phú như thế. Lần này Lưu Ly không cự tuyệt, nàng nói dối mình quay lại bí điện đoạt bảo, kỳ thực vì nghĩ cách cứu viện Tần Tang, bị Lão Ni nhìn thấu. Lão Ni không tức giận, ngược lại xuất thủ tương trợ, sau cùng vẫn không thể lấy bảo vật trong bí điện. Cần phải hồi báo tông môn, cầm truyền thừa của hai mạch, cho các nàng một công đạo. Không biết phải do chia ra quá lâu hay không, hai người không khỏi cảm thấy xa lạ. Nói xong chính sự, trong lúc nhất thời Tần Tang lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Lưu Ly vốn lãnh nhược băng xương, càng không có khả năng chủ động mở miệng. Động phủ tĩnh mịch, nhìn nhau im lặng không nói. Trầm mặc một hồi, Tần Tang nhìn ra bên ngoài động phủ. Chắc hóa thân đã chạy đến Lục Châu đường rồi, tiên tử biết tạ ra không? Không hy vọng xa vời Lưu Ly sẽ cho hắn bậc thang, Tần Tang tự hỏi tự trả lời. Ta vốn tham gia lễ Vu Lan, không ngờ tìm thấy quỷ mẫu tiền bối ở nơi đó, nhờ tiền bối chỉ điểm mà kịp thời đuổi đến trước khi Di Phủ xuất thế. Ta đến Trung Châu vì tiên điện, nhưng đường đi tiên điện đã đoạn, xem biểu hiện của Tử Lôi chân nhân, tiên điện phần lớn đã phi thăng rồi. Nghe hai chữ quỷ mẫu, ánh mắt Lưu Ly khẽ nhúc nhích. Echo, rốt cuộc nàng đã đáp lại. Làm khó nàng còn nhớ rõ Echo. Tần Tang hơi kích động, cười nói. Cố gắng bao năm qua cuối cùng không uổng phí, tiền bối quỷ mẫu đã xem, cơ thể Echo rất tốt. Tiền bối đang giúp nàng khôi phục, khẳng định có thể hóa giải thiên thi phù, cứu tỉnh nàng. Dường như bị nụ cười của Tần Tang lây nhiễm, thần sắc Lưu Ly hơi trì hoãn, nói khẽ. Chúc mừng, Tần Tang biết nàng đang nhớ sư phụ của mình. Trình độ nào đó, hai người đều bị chấp niệm ràng buộc, chấp niệm của hắn sắp hóa giải, mà Lưu Ly và sư phụ ngăn cách lưỡng giới, xa xa khó vời. Tiên tử yên tâm, người hiền như lệnh sư tự có thiên tướng, nhất định biến nguy thành an. Lần này gặp quỷ mẫu tiền bối, ta biết rất nhiều bí mật. Tần Tang nhanh chóng nói những bí mật cho Lưu Ly biết. Phi thăng đài liên thông ma giới, bất quá tiên điện và phi thăng đài không chung một đường. Tiên điện phi thăng, thanh thế to lớn, trừ phi thượng giới đã sớm bố trí che lấp, nếu không khẳng định lưu truyền tin tức. Quỷ mẫu tiền bối đang chuẩn bị phi thăng, ta sẽ nhờ tiền bối điều tra khi về lại thượng giới, chắc có thể tìm thấy tin tức của lệnh sư, để ta nhờ tiền bối xuất thủ cứu giúp lệnh tôn. Chờ sau khi chúng ta phi thăng, lại đi vu tộc bái phỏng quỷ mẫu tiền bối. Phi thăng, Lưu Ly thất vọng mất mát, bên trong ánh mắt lại có mấy phần chờ mong. Loại chờ mong này chính là động lực thúc đẩy nàng kiên nhẫn cố gắng. Lâu không thấy hóa thân quay lại, Tần Tang không định tiếp tục chờ, đề nghị nên rời đi trước, còn mặt dày thỉnh cầu nàng hộ pháp. Ta muốn đi động phủ của Khấp Linh, tiên tử có thể hỗ trợ ta thêm một đoạn không? Biết Khấp Linh động chủ chết trong tay Tần Tang, Lưu Ly không nói gì. Hai người đến Trung Châu không lâu, người này thế nào lại có cừu ra khắp nơi? Khấp Linh động chủ hung danh hiển hách, vang vọng Nam Man Nhị Châu, bởi vì tinh thông quỷ đạo, thần thông quỷ dị khó lường. Một khi bị để mắt, chết cũng không biết chết như thế nào, nhiều lúc ngay cả chết còn cảm thấy hy vọng xa vời. Kể cả Vạn Độc Sơn và Thái Nhạc Môn đều không muốn trêu chọc hung nhân như thế. Tu vi của Khấp Linh thành tựu Nguyên Anh hậu kỳ, sau đó rất ít xuất hiện, nhưng hung danh không giảm. Không ngờ vô thanh vô tức chết trong Di Phủ. Tần Tang chuẩn bị đi động phủ của Khấp Linh, dĩ nhiên không phải động phủ bên ngoài kia. Khấp Linh am hiểu chuyện thỏ khôn đào ba hang, dược viên của lão nằm trong động phủ bí ẩn nhất.
ngay cả đệ tử còn không biết vị trí chính xác, nói không chừng tìm thấy linh dược chữa thương, mau khôi phục thương thế. Hắn có thể an dưỡng trong động phủ của Khấp Linh một thời gian, nhưng cách Độc Vương quá gần, không phải nơi ở lâu dài. Dùng chút đan dược, Tần Tang miễn cưỡng hành động được. Động phủ của Khấp Linh ở một chỗ không người trong Man Châu, hai người đi hướng Tây Nam, trên đất Nam Man Nhị Châu độc trướng khắp nơi, hoang vắng, không cần lo lắng lộ hành tích. Trên đường, Tần Tang kể lại những trải qua của mình khi hai người chia tay. Hắn hỏi Lưu Ly, biết nàng vốn định tìm một Phật tự tại Tây Mạc để tĩnh tu, ngoài ý muốn gặp am chủ đang du lịch bên ngoài. Hai người dạo khắp Tây Mạc, kết giao tình, Lưu Ly nhận lời bái nhập Yểm Nguyệt Am. Am chủ khuyên nàng để tóc tu hành, sau đó tu luyện trong am đến nay, chưa từng rời khỏi am nửa bước. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn, Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2443, Chữa Thương. Đang có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên tử. Tiến vào Man Châu, đi một hồi, Tần Tang nghĩ tới một chuyện, lấy ra băng bàn đưa cho Lưu Ly, tiên tử có cảm giác được năng lượng bảo vật này có gì đặc thù không? Trên tạo nghệ hàn băng, Tần Tang không thể so với Lưu Ly. Biết được lai lịch cùng tác dụng băng bàn, Lưu Ly nhìn từ trên xuống dưới băng bàn, sau đó chìm tâm thần vào, cảm ứng hàn sát khí trong đó. Tần Tang lẳng lặng nhìn Lưu Ly, chờ Lưu Ly rút ra tâm thần, mới nói, hóa thân chính là lĩnh hội những hàn sát lực này, tu thành băng phách thần quang, đồng thời thu hoạch được thời cơ đột phá. Lưu Ly giật mình, khó trách hóa thân dùng thần quang quái dị như vậy. Tựa hồ không phải hàn băng lực thuần túy, nhưng tự nhiên mà thành, không giống như cố ý bố trí dung hợp, có thể suy yếu thiên kiếp. Là ta cô lậu quả văn, Lưu Ly trầm ngâm nói, cuối cùng lắc đầu, không hợp với đạo cơ của ta, nhưng có thể dùng để tham chiếu. Sau đó, Lưu Ly vừa đi đường vừa lĩnh hội băng bàn, Tần Tang giữ im lặng đồng hành. Bôn ba thiên sơn vạn thủy, cuối cùng, hai người đi tới ven một tòa hồ lớn. Hồ này rộng chừng ngàn dặm, nhưng ở Man Châu không coi là hồ lớn, bất quá hồ này có điểm đặc thù là nước hồ có màu tràm. Tu sĩ quen thuộc phong thổ Nam Man Nhị Châu nhìn một cái là biết chứa kịch độc. Ven hồ cây rong tươi tốt, đều là các loại độc thảo. Ngoại trừ số ít độc vật trời sinh, những sinh linh khác không có khả năng sinh tồn ở đây, mà Man Châu ngoại trừ Bắc Bộ gần với Trung Nguyên. Hơn phân nửa cương vực đều là như vậy, không chỉ không có bóng người, ngay cả vật sống cũng khó mà nhìn thấy. Cửa vào chính là ở đây. Tần Tang bay đến giữa hồ, liếc nhìn mặt hồ, bay ra hướng tây trăm dặm, gật đầu với Lưu Ly, sau đó nhảy xuống mặt hồ, Lưu Ly theo ở phía sau. Hai người lấy chân nguyên hộ thể, cực tốc kín đáo đi tới đáy hồ. Càng xuống sâu, màu lam nước hồ càng đậm, thêm nữa ánh sáng lờ mờ, xung quanh rất nhanh rơi vào hắc ám. Không biết lặn xuống bao sâu, mặt ngoài chân nguyên hộ thể rung động xì xì, độc tố nước hồ đã có thể ăn mòn chân nguyên. Bất quá tu vi hai người thâm hậu, cũng không sợ. Sắp đến đáy hồ, bọn hắn ở dưới hồ nước gặp một ít sinh linh dạo chơi, dáng dấp hình thù kỳ quái, thôn phệ hủ độc mà sống, đều là độc vật ngoại giới gặp phải biến sắc. Những độc vật này là Khấp Linh động chủ cố ý lưu lại, ngăn không được cao thủ đỉnh tiêm, nhưng có thể dọa lui những tu sĩ tu vi hơi kém, để tránh có người vô tình tiến vào. Khấp Linh động chủ cẩn thận không chỉ tại đây. Đáy hồ tồn tại vô số thông đạo to nhỏ, liên tiếp sông ngầm dưới lòng đất, thủy võng phức tạp, quán thông bát phương. Tần Tang tìm hiểu trong chốc lát, tìm tới một thông đạo nhìn như bình thường, chìm vào sông ngầm, tiếp tục hướng xuống, chui vào chỗ sâu tầng đất, mới vừa rồi hắn cảm ứng được ba động đặc thù tại đây. Tần Tang truyền âm nhắc nhở, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Lưu Ly đuổi theo đến đây, Tần Tang chỉ điểm phá giải linh trận hộ phủ, tiếp theo giống như xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, dừng lại cảm giác một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, nước hồ bị ngăn ở đằng sau. Hiện tại trước mặt bọn hắn là địa quật với huyết sắc phiêu đãng cùng sương mù màu xám. Vừa tiến vào nơi đây, liền cảm giác khí âm hàn xâm nhập đến, chui vào cốt tủy, thanh âm sương mù lưu động giống như vô số oan hồn đang khóc. Thấy rõ cảnh tượng trong sương mù, Tần Tang và Lưu Ly im lặng. Thay vì nói là dược viên, không bằng nói là tế trận. Trong dược viên đứng sừng sững mộ cao do bạch cốt lũy thế thành, rất giống kinh quan mà binh tướng thế gian dùng để khoe khoang chiến tích. Xung quanh, cốt mộ là các mương rạch, chỉ bất quá bên trong chảy xuôi chính là máu đỏ tươi, huyết hà tương liên, hình như huyết trận.
Những huyết thủy này không có mùi máu tanh, ngược lại bọn hắn có thể nghe được dị hương xông vào mũi. Dị hương bắt nguồn từ chóp đỉnh cốt mộ. Rất ít đỉnh chóp cốt mộ trống không, đại đa số lóng lánh ánh sáng đỏ. Trong hồng quang là linh dược hình thái khác nhau, có giống như linh chi, cũng có huyết hoa, dây leo quỷ, càng quỷ dị là kết xuất trái cây hình huyết anh. Rất khó từ trong hiện thực tìm tới linh dược giống chúng, đều là do khắp linh động chủ dùng bí thuật bồi dưỡng, lấy luyện hồn đổ vào, sớm đã thoát ly hình thái vốn có, trở thành huyết dược. Lưu Ly nhìn Tần Tang một chút, Tần Tang lĩnh hội ý tứ Lưu Ly, loại thuốc này, ăn vào không có vấn đề chứ. Nếu như siêu hồn đạt được nội dung không sai, huyết dược chính là khắp linh động chủ hao phí cực lớn tâm lực bồi dưỡng thành. Quá trình bồi dưỡng có thể tương tự luyện đan, là một loại pháp môn mở ra lối riêng. Trừ phi muốn chuyển tu thi quỷ đạo, sau khi ăn xong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng với bản thân, nhưng chỉ cần dốc lòng luyện hóa là có thể giải quyết. Ngoại hình tuy nhìn quái dị, dược hiệu lại là thật. So sánh lợi ích, một ít giá phải trả này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Huyết dược lưu tại cốt mộ chưa thành thục, dược hiệu giảm đi nhiều. Bất quá Tần Tang cần gấp linh dược chữa thương, cũng không có ý định dùng luyện hồn đổ vào huyết dược, quyết định ngắt lấy. Siêu hồn đạt được tin tức không hoàn chỉnh, có một ít huyết dược Tần Tang cũng không biết, Lưu Ly ra ngoài bắt yêu thú độc vật thí nghiệm dược tính, sau đó phân loại ra. Thanh lý bạch cốt cùng huyết thủy trong dược viên, lúc này mới có một chút dáng vẻ động phủ. Trong động phủ yên tĩnh, Tần Tang uống thuốc chữa thương. Lưu Ly ở một bên lĩnh hội băng bàn, trạng thái hơi chuyển biến tốt đẹp, Tần Tang liền nhắm ngay mục tiêu là độc tố thể nội, đây là kẻ cầm đầu khiến thương thế hắn không ngừng tăng thêm, thanh trừ độc tố trước đã. Dẫn động lực lượng độc châu, phối hợp đan dược, bài trừ một tia độc tố ra ngoài cơ thể, trên mặt hắn cũng dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Thời gian chậm chạp trôi qua, trạng thái Tần Tang chuyển biến càng ngày càng tốt đẹp, nhưng dù sao thương tổn tới căn cơ, trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn. Bản tôn chữa thương tại Man Châu, có Lưu Ly hộ pháp. Hóa thân yên tâm đi hướng Bắc, tiến vào Bắc Hoang. Tuyết tai vừa mới kết thúc, thời tiết tạnh, tuyết trắng mênh mang. Tuyết đọng triệt để che lại mặt đất cùng dãy núi, gió xoáy điên cuồng cuốn tuyết mịn, mạn thiên phi vũ, một mảnh trắng xóa. Hóa thân thay hình đổi dạng, bay vút trên mặt tuyết đọng, đi khá lâu, dừng lại tại một chỗ trên đồi tuyết, ngưng mắt nhìn xuống dưới một lát, bóp một cái ấn quyết, đánh vào tầng tuyết phía dưới. Người nào? Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2444, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Băng tuyết nứt sang hai bên, để lộ ngọn núi ẩn mình trong tuyết, một bóng người bay lên. Tiền bối, là ta. Hóa thân thấp giọng nói, xem ra quỷ mẫu và Echo không việc gì, rốt cuộc có thể yên tâm. Người tới chính là quỷ mẫu, tự tiếu phi tiếu nói. Hỏa ma đại nhân đến rồi, ngài quậy trung châu long trời lở đất. Trảm nghĩa tử của hóa thần, diệt huyễn thân của thánh vương, hung danh thật lớn. Chậc chậc, bản cung đã xem thường ngài. Tiền bối chớ trêu chọc vãn bối bị cường địch để mắt, như chó nhà có tang. Hóa thân cười khổ. Nhiều ngày qua, chuyện trong vô tướng tiên môn truyền khắp Trung Châu, cổ ma bị bắt, tử lôi vẫn lạc, những đại sự đó đều không bằng truyền ngôn liên quan đến Tần Tang, miêu tả sinh động như thật. Nghiễm nhiên bị miêu tả thành hung nhân tuyệt thế, vạn năm khó gặp. Lời đồn đại càng truyền càng thổi phồng, chỉ nghe những miêu tả kia, Tần Tang cảm thấy mình căn bản không cần trốn, liên diệt hai đại hóa thần, sau đó một mình trấn áp cổ ma, dễ như trở bàn tay. Trong động phủ còn mấy người, đang bay lên. Những người khác bị kinh động, rời khỏi động phủ xem xét. Hóa thân nhìn xuống, thấy tổng cộng 3 người. Đồ đệ tiện nghi thân thần và Nam Hải đang nắm tay một nữ đồng. Nữ đồng phấn điêu ngọc trác, 6-7 tuổi, dùng ánh mắt hiếu kỳ e ngại nhìn lén hóa thân. Nam Hải lớn tuổi hơn chút, đoán chừng 12-13 tuổi, cử chỉ trầm ổn. Ngươi dám trêu chọc cả hóa thần, Tạ gia và lâu đài quan bị ngươi liên lụy, kết cục khó liệu. Nhân số quá nhiều dễ dàng bị lộ hành tung, bản cung chỉ có thể dẫn theo 3 người. Mặt khác, hai nhà đã lựa chọn mấy đệ tử có tiền đồ, bí mật đưa tiễn. Còn lại thì không tốt lắm, bọn họ đi bái nhập Long Cư Động Thiên hoặc đến Cam Lộ Thiền Viện. Chỉ còn 3 người, ngươi nghĩ biện pháp an bài đi. Quỷ mẫu kinh nghiệm lão đạo, sau khi nhận cảnh báo,
nàng Thế Tần Tang xử lý hậu phương. An bài như thế, tình huống xấu nhất cũng có thể kéo dài hương hỏa của Tạ gia và Lâu Đài Quan. Nam hài tên Tạ Ý, Tần Tang có ấn tượng, một thiên tài khó gặp, Tạ gia ký thác nhiều kỳ vọng. Hóa thân bay xuống, thân thần tiến lên hành lễ, Tạ Ý kéo theo nữ đồng dập đầu, đều đã biết thân phận chân chính của hóa thân. Dò xét nữ đồng, nhìn hơi quen mắt, ngươi là nữ nhi của Chu Cẩn và Nguyễn Du. Lúc trước hai vợ chồng Nguyễn Du yết kiến hắn, từng đề cập qua, lo lắng không cách nào đột phá Nguyên Anh nên chuẩn bị lưu lại huyết mạch. Đã dùng bí thuật điều trị nhiều năm, cố ý đề cập trước mặt Tần Tang, muốn nhìn xem có thể bái nhập làm môn hạ của Tần Tang không. Tần Tang không tỏ thái độ, hai người không dám nói nhiều. Con tên Chu Ly, cha mẹ kêu con đi theo lão tổ tông, nghe, lời thật tốt. Nữ đồng nói giòn tan, dập đầu lại Tần Tang. Hóa thân chỉ Chu Ly và Tạ Ý, nói với thân thần, ngươi thu hai đứa nhỏ làm đồ đệ đi. Phong Ma Thung đã đưa ra ngoài, bất quá vẫn thiết thần tiên vẫn còn, mà lại Tần Tang không thể qua sông đoạn cầu. May mà đồ đệ tiện nghi của hắn còn chút tác dụng. Chuyện đó, đệ tử tuân lệnh. Thân thần trợn tròn mắt, nhìn hai đồ đệ tiện nghi của mình, phi thường đau đầu, tự lo còn chưa xong, bây giờ bị hai đứa nhỏ bám theo nữa. Nhưng lệnh của sư tôn, thân thần không dám chống lại. Hơn nữa khi nghe quỷ mẫu kể sự tích của Tần Tang, đại náo long trời lở đất, thân thần kính sợ không thôi, phất tay cho đệ tử lui. Hóa thân và quỷ mẫu đi vào tĩnh thất, nhìn Echo nằm ngủ trên giường, hô hấp đều đặn, khí tức tựa hồ ổn định hơn không còn nặng nề như trước. Nghe nói ngươi thu hoạch tương đối khá, quỷ mẫu nhíu mày lại, không e dè hỏi. Hóa thân nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối kịp thời cho biết, nếu không đã bỏ qua cơ duyên lớn rồi. Nhờ ấn ký của tiền bối, vãn bối đã tìm thấy di cốt của vị hóa thần kia, vị kia và cao thủ vô tướng tiên môn ngăn cản ma kiếp. Thân chúng ma nhiễm, tự phong trong đế thụ sơn, sau đó bất hạnh vẫn lạc. Giới này tu luyện đến hóa thần kỳ sao mà khó khăn quá. Vu tộc hóa thần sắp thoát khỏi lồng chim, lại bị đại nạn, chết tha hương xứ người. Quỷ mẫu bình thản nói, không ngoài ta dự đoán. Trong di vật của vị tiền bối kia có hải đồ, dẫn đến Thương Lãng Hải, tiền bối muốn đi gặp hậu duệ Vu tộc không? Lúc Tần Tang sắp xếp bảo vật thì tìm thấy hải đồ. Thương Lãng Hải nằm hướng đông nam Trung Châu, khoảng cách còn xa hơn khi đi Bắc Hải. Bởi vì Tần Tang không biết vị trí chính xác của quy khư, thầm suy đoán khoảng cách chắc gần như đi Thương Lãng Hải, nhưng không biết nằm hướng nào. Có Echo rồi, ta đi làm gì? Con đường phí trước, chính bản cung còn không rõ, nào có dư lực độ người. Đồng tộc chưa hẳn đồng tông, nhân tộc Trung Châu trong mắt ngươi khác sao? Quỷ mẫu lãnh đạm, dừng một chút lại nói. Tình trạng của Echo tốt hơn dự đoán nhiều lắm, trong khoảng thời gian qua tiến triển phi thường thuận lợi. Bản cung đang chuẩn bị hoành độ hư không, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, liền phi thăng. Vội vàng vậy sao? Hóa thân nhíu mày. Quỷ mẫu lắc đầu, lẩm bẩm nói, bản cung đã đợi quá lâu. Muốn hoành độ hư không cần dùng bí thuật của Vu tộc, hóa thân không chen lời, mà nhìn ra ngoài động phủ. Nếu cần dùng đến vãn bối, tiền bối cứ yêu cầu, phải bảo vệ Echo chu toàn. Bất quá, chúng ta nên tìm nơi an ổn đặt chân rồi nói sao. Nói xong, hóa thân lắc nhẹ tay áo, hai đoàn u quang bay ra. Đoàn u quang đầu tiên bao phủ một cây phá phiên, đoàn u quang còn lại thì phong ấn tàn anh Tô Tử Nam, bị hóa thân đem theo. Tàn anh nhắm nghiền hai mắt, ý thức không rõ. Tô Tử Nam trúng kịch độc, bị liệt hỏa thiêu đốt, trong lúc bị Tần Tang giam cầm, suýt nữa độc phát mà chết, may mắn hóa thân kịp thời phát hiện, xuất thủ ngăn chặn độc tố, kéo mạng nhỏ lại. Tần Tang muốn giữ lại tàn anh để siêu hồn. Bất quá, sau khi biết công pháp Tô Tử Nam tu luyện, đồng thời kiểm tra Tam Thi Nhất Thần Phiên, hắn lại thay đổi quyết định. Tam Thi Nhất Thần Phiên cần tập hợp đủ ba ma hồn Nguyên Anh hậu kỳ, triệt để thu phục, lấy tam hồn làm cơ sở, thời điểm đột phá hóa thần, lại có hiệu quả tam hồn song quan. Nhưng tồn tại một vấn đề khó giải quyết, tam hồn song quan nhất định phải phối hợp công pháp đặc biệt mới có thể đưa đến hiệu quả như thế. Lộc Lão Ma kết hợp huyết đạo, thí nghiệm sáng tạo Tam Thi Nhất Thần Phiên, dựa theo công pháp của mình. Hai ma hồn bị Thái Dương Thần Điểu phá hủy, ma phiên tàn phá, ma hồn thứ ba may mắn còn tồn tại, bất quá vẫn còn hình thái đầu người, chưa dùng. Hợp Nguyên Anh, Tần Tang chuẩn bị lưu vị trí đó cho Tô Tử Nam. Hắn không định đổi công pháp, Tam Thi Nhất Thần Phiên rơi xuống tay hắn,
chỉ có thể dùng làm lợi khí sát phạt, mà lại chữa trị bảo vật này độ khó cực lớn. Tô Tử Nam nhờ di trạch của nghĩa phụ mình, Ô Lão và Minh Nguyệt Vệ giúp sức, thời điểm tập hợp linh tài cần thiết vẫn phi thường gian nan. Nhưng hắn chỉ muốn đơn giản tu bổ, dùng nguyên anh của Tô Tử Nam luyện thành ma hồn, từ đó thu hoạch một chiến lực cường đại và bí mật của Tô Tử Nam. Trên đường đi, hóa thân lĩnh hội ma phiên, dần dần phát hiện đầu mối, nhưng lại gặp nan đề. Tu vi của Tô Tử Nam cao hơn hóa thân một bậc, tỷ lệ thất bại cực cao, cần mời quỷ mẫu xuất thủ tương trợ. Quỷ mẫu biết chuyện, đưa tay nhận lấy ma phiên và tàn anh, mở miệng mỉa mai. Đường đường nghĩa tử của hóa thần lại rơi xuống tình cảnh như thế, nếu Lộc lão ma biết, nhất định mặt mũi tối tăm, chỉ sợ phải xấu hổ không dám tìm ngươi báo thù. Ồ, quỷ mẫu cầm tam thi nhất thần phiên, cẩn thận xem, bộ dáng rất hứng thú. Thú vị, hóa thân nhớ đến thiên thi phù do quỷ mẫu sáng tạo, ánh mắt cổ quái. Một vật dùng để giam cầm nguyên anh, một vật dùng để khống chế hoạt thi, chẳng lẽ đam mê của quỷ mẫu hơi đặc thù. Hơn 10 ngày sau, đám người rời khỏi núi tuyết, đi về phía đông, mục tiêu Lộc Giã. Ma phiên giam cầm tàn anh, từ Tô Tử Nam biết được lai lịch về Lộc Giã. Lúc Lộc lão ma du lịch Bắc Hải, trong lúc vô tình phát hiện một động phủ thượng cổ. Bởi vì Lộc Giã du động giữa Bắc Hoang và Bắc Hải quanh năm, không thể xác định quy luật, hơn nữa Lộc Giã đại trận phi thường bí ẩn. Cho đến khi bị Lộc lão ma chiếm cứ, từ đó bí phủ hiện thế trong ánh mặt trời, biến thành đạo tràng của lão. Chủ nhân không dẫn đường, chẳng ai biết vị trí của Lộc Giã, chẳng còn nơi nào ẩn thân tốt hơn Lộc Giã nữa. Tô Tử Nam dừng Lộc Giã ngoài Đông Hải, hiện tại biến thành vật vô chủ. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2445, Thu Phục. Đông Hải, trên một hòn đảo nhìn như bình thường, ngư dân đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trên đảo. Nhưng những người phàm tục kia không biết hòn đảo còn một tác dụng khác, làm neo điểm của Lộc Giã. Tương tự trong Bắc Hoang vẫn còn mấy neo điểm như thế, phân bố khắp nơi, một con đường để chủ nhân Lộc Giã liên lạc bên ngoài. Đương nhiên neo điểm có thể biến động tùy thời tùy chỗ. Lúc này, Lộc Giã dừng trên bầu trời hải đảo. Nhưng dù cho tu sĩ đi qua nơi đây, chỉ nhìn thấy trời xanh mây trắng, không phát hiện dị thường. Mặt trời đã khuất, mấy đạo hư ảnh lặng yên bay lên đảo nhỏ. Hóa thân dẫn đầu, bóp một ấn quyết, đánh lên hư không. Sau một khắc, quang ảnh nhỏ xíu lưu động, thoáng qua liền mất, không truyền chút ba động nào. Trời vẫn trong như cũ, hoàn toàn không thấy một bóng người. Trước tấm bia đá cạnh cửa vào Lộc Giã xuất hiện mấy người, cất bước tiến vào Lộc Giã. Người bên trong phát hiện đại trận bị xúc động, ba đạo nhân ảnh từ đỉnh núi hai bên bay xuống, mi tâm hiện Minh Nguyệt Ấn, tu vi Nguyên Anh Kỳ, chẳng ngoài ai khác Minh Nguyệt Vệ đại danh đỉnh đỉnh. Người nào? Một nam tử mặt đen đi đầu, cất giọng quát chói tai, trên mặt lại biểu lộ kinh nghi. Hóa thân nghe tiếng nhìn sang, thầm nghĩ tin tức Tô Tử Nam vẫn lạc chưa truyền đến Lộc Giã. Bất quá Minh Nguyệt Vệ không chỉ ba người, vẫn còn Minh Nguyệt Vệ phụng lệnh của Tô Tử Nam đang hoạt động bên ngoài. Đoán chừng sau khi bọn họ biết Tô Tử Nam vẫn lạc đã phản bội chạy trốn, khẳng định bọn họ không quay lại. Bầu không khí son phấn thật nặng. Quỷ mẫu không nhìn ba người, ánh mắt nhìn xuyên qua biển hoa, thấy chỗ sâu trong Lộc Giã, nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường. Trên biển hoa, một đám nữ tử từ trong đình đài lầu các đi ra, không ai không phải thiên hương quốc sắc, nhìn hơi đẹp mắt, ngắn ngủi mấy chục năm, Tô Tử Nam đã vơ vét đến một nhóm mỹ quyến như nguyệt như hoa. Hóa thân nhìn thấy những oanh oanh yến yến kia, không khỏi nhíu mày. Quỷ mẫu đơn giản tu bổ ma phiên, hoạt cấm nguyên anh của Tô Tử Nam, bọn họ đã hiểu rõ tình hình trong Lộc Giã, hiện tại thấy tận mắt, mới biết hành động của Tô Tử Nam hoang đường bao nhiêu. Những mỹ nhân kia, vậy mà không phải toàn bộ. Còn những nữ tử tưởng rằng tình lang trở về, đang tỉ mỉ trang điểm. À, một tiếng kêu thê lương vang lên, ba Minh Nguyệt Vệ còn chưa bay đến gần hóa thân, đã hoàn toàn biến thành hồ lô lăn trên đất, thần sắc tràn ngập thống khổ, kinh hãi. Sau khi Lộc lão ma phi thăng, chỉ còn một mình Tô Tử Nam mới có thể thao túng Minh Nguyệt Ấn, khống chế bọn họ. Người này vì sao? Nghe tiếng kêu thảm, động phủ loạn cả một đoàn, đám nữ tử hoa dung thất sắc. Tình lang mà các nàng chờ đợi chưa hề quay về, lại bị mấy vị khách không mời mà đến, xâm nhập Lộc Giã.
không chỉ có thể mở đại trận, còn khống chế Minh Nguyệt vệ. Trong đám mỹ nhân không thiếu người cơ mẫn, trong lòng sinh dự cảm xấu, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hóa thân thoáng xuất hiện bên cạnh Minh Nguyệt vệ, trầm giọng nói: "Tô Tử Nam làm nhiều việc ác, đã đền tội. Nể tình các ngươi bị ép thuần phục, chịu bức hiếp, ta tha tính mạng cho các ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, về sau phải nghe lệnh của lão phu. Người lập đại công, lão phu không chỉ giải Minh Nguyệt ấn, thả các ngươi tự do, còn trọng thưởng." Theo ngữ khí của hóa thân biến hóa, tâm tình của ba Minh Nguyệt vệ thay đổi rất nhanh, mồ hôi lạnh đầy người, sau cùng đại hỉ, liên tục không ngừng lễ bái tân chủ nhân. Không phải bị hứa hẹn hư vô mờ mịt của hóa thân đả động, mà vì bảo toàn tính mệnh nên kinh hỉ. Tính tình cương, liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong người, làm sao cam chịu bị Minh Nguyệt ấn khống chế. Những Minh Nguyệt vệ đều biết rõ lý lẽ biến báo, chỉ cần có thể sống, ai làm chủ nhân đều như nhau. Thu phục Minh Nguyệt vệ dễ như trở bàn tay, hóa thân hài lòng gật đầu, tu vi của Minh Nguyệt vệ đều đạt đến Nguyên Anh, thuộc loại cao thủ, sau này còn nhiều việc, không cần hắn đích thân đi làm. Về phần những cô gái kia, hóa thân vẫy vẫy tay, thân thần bước nhanh đến, xóa ký ức toàn bộ, an trí thích đáng. Thân thần còn chưa nghĩ ra cách dạy dỗ hai đứa nhỏ, lại nhận thêm nhiệm vụ khác, nhưng không dám phản kháng, lĩnh mệnh làm việc, may mà hóa thân phân phó Minh Nguyệt vệ đi theo. Nhìn thấy ba cao thủ Nguyên Anh khúm núm cầu cạnh mình, kỷ luật nghiêm minh, một chút ủy khuất trong lòng thân thần lập tức tan thành mây khói. Sau đó, hóa thân theo tính nết của mình, thanh lý không khí son phấn không còn, một lần nữa mở mấy động phủ, phân cho quỷ mẫu một tòa động phủ để nàng chăm sóc Echo, còn mấy động phủ chừa lại cho đệ tử tu hành. Không lâu lắm, Lộc Dã nhẹ nhàng chấn động, bay cao lên, dung nhập tầng mây, bay đến Bắc Hoang, biến mất vô ảnh vô tung. Trong động phủ, hóa thân ngồi xếp bằng cạnh giường, nhìn ngón tay quỷ mẫu dẫn động lực lượng thần văn, phác họa trên người Echo, rót lực lượng kỳ dị vào trong cơ thể nàng. Loại bí thuật điều trị này, quỷ mẫu đã thi triển qua nhiều lần, Echo chuyển biến ngày càng tốt đẹp. Nhìn đôi mắt Echo nhắm chặt, hóa thân chần chừ hỏi, khi nào nàng tỉnh lại? Lần đầu gặp quỷ mẫu, chỉ dùng bí thuật một lần, Echo đã có thể lên tiếng trả lời hắn. Qua lâu như vậy, nàng lại một mực ngủ say, không thấy dấu hiệu tỉnh dậy nữa. Quỷ mẫu nhìn Echo một lúc, lại nhìn hắn một lúc, không chút khách khí quát lớn. Sốt ruột cái gì, sợ bản cung hại nàng sao? Nàng chẳng những giúp bản cung phi thăng, còn nhận ta làm sư phụ, bản cung phải dùng bí thuật tốt nhất để điều trị ái đồ của mình, đảm bảo vạn vô nhất thất. Nàng lấy tu vi luyện khí kỳ, ngủ say 500 năm, ngươi cho rằng dễ khôi phục như vậy. Lấy cảnh giới của nàng có thể xứng đôi con tầm lười kia, tỉnh dậy càng muộn nàng càng có lợi. Không thì ngươi trị cho nàng đi. Hóa thân yên lặng rời khỏi động phủ. Không lâu lắm, quỷ mẫu từ bên trong đi ra. Để nàng tĩnh dưỡng một thời gian, bản cung cần đi tìm một số vật liệu, thuận đường đưa bản tôn ngươi đến đây chữa thương. Linh vật dùng để bố trí đại trận hoành độ hư không, quỷ mẫu đã chuẩn bị đầy đủ, bất quá trạng thái Echo đặc thù. Cần làm nhiều chuẩn bị, may mà những linh vật kia dù thưa thớt, nhưng không phải chí bảo tuyệt vô cận hữu. Năm đó Tô Tử Nam vì luyện chế tam thi nhất thần phiên, tìm hiểu nhiều bảo khố của các thế lực tông môn, ngược lại giúp bọn hắn bớt hao tâm tổn trí tìm kiếm. Hóa thân chăm chú nhìn quỷ mẫu, cho đến khi quỷ mẫu thu lại ý cười, đột nhiên nói: "Thọ nguyên của tiền bối, chắc không vô tận chứ?" Trong khoảng thời gian qua, trong lúc quỷ mẫu hành động hay nói chuyện, đều ẩn chứa một loại cảm giác khẩn cấp, tựa như có đồ vật gì đang thúc đẩy nàng, giành giật từng giây. Mặc dù hắn biết vu tộc rất ít, vẫn phát hiện chút dị thường. Quỷ mẫu im lặng, không muốn giải thích nhiều, trầm giọng nói: "Nếu ký ức của ta không sai, trên thượng giới vẫn còn tiếp ứng, hết thảy thuận lợi, không nguy hiểm. Dù phi thăng thất bại, ta vẫn tuân thủ hứa hẹn đánh thức nàng, truyền y bát cho nàng. Ngươi không cần lo lắng." Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2446, Triệu Kiến. Một canh giờ sau, hai đạo nhân ảnh bay khỏi Lộc Dã, xuôi nam tiếp ứng Tần Tang bản tôn. Bọn hắn không đi thẳng, mà cố ý đường vòng, đến thăm các tông môn, thế lực khác. Một đường, đồng hành, hóa thân chân chính thấy thủ đoạn của quỷ mẫu.
Năm đó Ô Lão và Minh Nguyệt Vệ dưới trướng Tô Tử Nam sưu tập linh tài luyện phiên, dùng thủ đoạn cường đại đoạt đi, bị các thế lực để mắt, giận mà không dám nói. Quỷ mẫu thì dùng chữ cầm, đối phương không biết chút nào, thời điểm kiểm kê bảo khố mới phát hiện gặp đạo tặc. Cho dù ngẫu nhiên vô ý kích phát cấm chế, không ai có thể lưu quỷ mẫu lại. Hóa thân căn bản không có cơ hội xuất thủ tương trợ, nhìn thấy mà than thở. Bị hai người nháo loạn, Trung Châu vốn xuất hiện nhiều biến cố, hiện tại càng loạn thêm. Những tông môn đỉnh tiêm kia lúc này không để ý chuyện nhỏ nhặt như thế. Lần này xuất hành, Trung Nguyên không ngừng truyền tin tức mới đến, đa số liên quan Di Phủ Vô Tướng Tiên Môn. So sánh kỳ trước, lễ Vu Lan dường như có cảm giác không tồn tại. Mặc kệ tâm tình của Kim Ngọc Môn, kẻ tổ chức pháp hội như thế nào, toàn bộ Trung Châu đều bị Nam Man Nhị Châu hấp dẫn hai mắt. Chuyện Di Phủ Vô Tướng Tiên Môn liên lụy thế lực khắp nơi, rắc rối phức tạp, làm người ta hoa mắt, cảm giác gió thổi báo giông bão sắp đến. Phong ba qua đi, toàn bộ cao tăng Cam Lộ Thiền Viện hành động, bày đại trận dẫn dắt trước khi đại trận bảo hộ Di Phủ sụp đổ. Chuyển Di Phủ rời đến Trung Nguyên, đặt tại Quỷ Nham Cao Nguyên, giao giới giữa Man Châu và Nam Châu. Nhiều người suy đoán, Cam Lộ Thiền Viện muốn dùng Di Phủ làm phân viện hoặc hạ viện, nhưng không nghe tin tức chính xác, Tuệ Quang Thánh Giả dự định an bài Di Phủ thế nào. Tu sĩ vẫn lấy tên Vô Tướng Tiên Môn để gọi Di Phủ. Không hề nghi ngờ, Phật Môn thành chủ nhân của Di Phủ, kẻ thắng trận lớn nhất. Trái lại Đạo Môn, Đan Vũ Chân Quân mất tích, Tử Lôi Chân Nhân cưỡng ép độ kiếp vẫn lạc, Bát Cảnh Quan trọng thương, đám tu sĩ bàn luận Đạo Môn bị kẻ nào đó mưu đồ hãm hại. Bất quá, theo Vu Tông Chủ của Thiên Hạo Lâu đi đến, Quỷ Nham Cao Nguyên, mà Hạc Cao Chân Nhân và nhiều vị chân nhân Bát Cảnh Quan từ trước đến nay đi chung Phật Môn, Phật Ma Đạo tụ họp, loại truyền ngôn âm mưu đó bị đánh phá. Mặt khác, Thánh Vương của Yêu Tộc lưu lại Di Phủ, không hề rời đi. Thế lực khác bắt đầu ngồi không yên, cấp thiết muốn tìm hiểu chuyện bọn họ đang thương nghị. Người nhạy cảm suy đoán, bố cục Trung Châu ổn định lâu như vậy, có lẽ sắp nghênh đón kịch biến. Những chuyện đó, Tần Tang không quan tâm. Thế cục Trung Châu biến động thế nào, chẳng liên quan đến hắn, hiện tại hắn chỉ để ý động tĩnh của Mạc Hành Đạo. Hóa thân quá chói mắt, không dám công nhiên lộ diện, đành phải để cho quỷ mẫu làm thay, nhưng chỉ biết một ít lời đồn đại bề ngoài. Cho đến ngày nay, thân phận của các tu sĩ tham tranh đoạt Di Phủ đều bị đào lên, động tĩnh của bọn họ tự nhiên bị vạn chúng chú mục. Động tĩnh của đám người phiền lão ma, Hạc Cao Chân Nhân dễ dàng thăm dò. Mạc Hành Đạo độc lai độc vãng, cha không thấy một tin tức nào, không biết Tuệ Quang Thánh Giả sau cùng xử trí y thế nào. Tần Tang và Mạc Hành Đạo ước định, sau khi thoát thân thì đến Bắc Hoang gặp nhau, hắn muốn giao dịch càng nhanh càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Không biết Mạc Hành Đạo có phải lo lắng hắn phối hợp hai tộc hóa thần dẫn khôi lỗi của y ra hay không, cho đến nay không thấy tung tích. Hơn nữa Tần Tang bị Thanh Hồ Thánh Vương để mắt, khó tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ, cho nên cũng không dám hiện thân. Chờ liên lạc Mạc Hành Đạo rồi nói sau. Hóa thân thầm nghĩ, hành trình xuôi nam coi như thuận lợi. Hai người cố ý lách qua Cam Lộ Thiền Viện và Quỷ Nham Cao Nguyên, tiến vào Man Châu, đi đến động phủ của Khấp Linh, gặp được Lưu Ly và Bản Tôn. Quỷ Nham Cao Nguyên. Cao Nguyên hoang vu, cự nham hình thù kỳ quái khắp nơi, buổi tối lại như vô số quỷ ảnh hung thần ác sát đang dạ hành, vì vậy mà gọi tên. Quỷ Nham. Di Phủ Vô Tướng Tiên Môn bị dẫn dắt đến tận đây, Cao Nguyên vốn vắng vẻ không người, hiện tại đột nhiên nhiều người lên, tăng lữ Phật Môn thường thấy nhất. Lúc này có thể nhìn thấy, loạn tượng trong Di Phủ cơ bản đã bình phục. Trận cấm hỗn loạn bị thanh lý không sai biệt lắm. Ngoại trừ Đế Thụ Sơn bị hủy bởi ngũ hành thần cấm bộc phát, những nơi khác cơ bản còn nguyên trạng, đương nhiên bảo vật, điển tịch bên trong đều bị vơ vét sạch sẽ. Hiện tại trong Di Phủ chỉ còn mấy khu vực hắc ám, Vô Tướng Tiên Môn từng xem như cấm địa, cực kỳ nguy hiểm. Nhiều người ra vào Di Phủ, khí tức của bọn họ cường hoành, nhìn trang phục không chỉ có cao tăng của Phật Môn, vẫn còn cao thủ Thiên Hạo Lâu và Bát Cảnh Quan. Đế Thụ Sơn, địa điểm cũ, đoạn sơn bị san bằng, đỉnh chóp mở thành bình đài, xây lên một ngôi tự. Tuệ Quang Thánh Giả và Thanh Hồ Thánh Vương tĩnh tu trong tự, nếu không cho phép, ngay cả Hành Tế Đại Sư, Vu Tông Chủ, Hạc Cao Chân Nhân đều không dám đến gần. Ngoại trừ hai vị hóa thần, trong tự còn một người khác, Mạc Hành Đạo. Trong tĩnh thất, chẳng biết bố trí một pháp đàn từ lúc nào. Những người biết lời thề nhân quả tồn tại, vừa nhìn liền biết tác dụng của pháp đàn.
Mạc Hành Đạo đứng trước pháp đàn, tuân theo quy định, lập xuống lời thề. Tuệ Quang Thánh Giả và Thanh Hồ Thánh Vương đứng bên cạnh, giám sát Mạc Hành Đạo, đồng thời lập xuống lời thề. Tuệ Quang Thánh Giả chắp tay trước ngực, tay vân về Phật Châu, Thanh Hồ Thánh Vương thì hơi không kiên nhẫn. Lời thề đã hoàn thành, hai vị tiền bối đến cùng có bí mật gì không thể cho ai biết, hiện tại nói cho Mạc Mỗ biết được rồi chứ. Thanh âm Mạc Hành Đạo khô khốc, bất luận kẻ nào đứng trong vị trí của y đều bị áp lực kinh khủng. Sau trận chiến phục ma, y bị hai hóa thần đặc biệt chú ý, Tuệ Quang Thánh Giả còn mở miệng giữ lại. Trong khoảng thời gian qua, dù cho hai vị hóa thần tĩnh tu, trong tự, Di Phủ vẫn bị cao tăng Cam Lộ Thiền Viện giám sát, Mạc Hành Đạo từ đầu đến cuối không cách nào rời khỏi Di Phủ nửa bước. Nghĩ đến hạ tràng của Tần Tang, y há lại không miên man bất định, khôi lỗi của y còn ẩn núp bên ngoài. Trong tay khôi lỗi cầm linh tê tiên quả, Mạc Hành Đạo vốn cho rằng phải dâng bảo vật lên mới có thể bảo mệnh. Không ngờ Tuệ Quang Thánh Giả từ đầu đến cuối chưa từng đề cập qua việc này, tựa hồ không để ý. Nếu không phải vì linh tê tiên quả, vì sao lưu y lại nơi đây? Mạc Hành Đạo suy nghĩ trăm mối vẫn không tìm thấy cách giải. Cho đến hôm nay, hai vị hóa thần rốt cuộc triệu kiến, Mạc Hành Đạo ngược lại thở phào nhẹ nhõm, sống hay chết vẫn cần một kết quả. Nhưng để Mạc Hành Đạo vạn vạn không ngờ đến, hai vị hóa thần bố trí pháp đàn, để y lập thệ không để lộ bí mật, lời thể tâm ma còn chưa đủ, nhất định phải tăng thêm nhân quả lời thể. Ngươi biết vì sao Tử Lôi vẫn lạc khi độ tâm ma kiếp không? Vì sao cổ ma lại điên cuồng? Hai mắt Tuệ Quang Thánh Giả sáng ngời, hỏi hai vấn đề. Trái tim của Mạc Hành Đạo đột nhiên nhảy lên. Tử Lôi chân nhân độ kiếp thất bại, chuyện thật sự đáng giá tiếc hận nhất, chẳng ai tin tâm tính của Tử Lôi chân nhân chưa đủ. Mạc Hành Đạo cảm thấy bản thân sắp biết một bí mật lớn, không khỏi khẽ nhếch miệng, lại không biết hỏi từ đâu, bộ dạng hơi ngu ngơ. Tuệ Quang Thánh Giả không thừa nước đục thả câu, nói chuyện thiên đạo ma âm cho Mạc Hành Đạo biết. Kể cả chuyện tiên điện phi thăng, tao ngộ trong vô vọng điện, mạch lạc rõ ràng, vẫn còn Thanh Hồ Thánh Vương làm chứng. Mạc Hành Đạo càng nghe càng kinh hãi, lấy tâm tính của y, thần sắc vô pháp bình tĩnh nổi. Trầm mặc thật lâu, Mạc Hành Đạo gian nan tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Y không muốn tin tưởng, khổ tâm cầu đạo nhiều năm, cách siêu thoát hóa thần chỉ còn một bước, bỗng nhiên bị thiên đạo ma âm ngăn cản, con đường đột phá ngược lại biến thành đi tìm chết. Nhưng hai vị hóa thần đã lập lời thề, tăng thêm sự thật, y không thể không tin. Vì sao? Mạc Hành Đạo mờ mịt không hiểu. Sao lại cho ta biết? Tuệ Quang Thánh Giả và Thanh Hồ Thánh Vương liếc nhau, trầm giọng nói. Chúng ta cần một bộ khôi lỗi, một bộ khôi lỗi hóa thần kỳ, phối hợp chúng ta khống chế ngũ hành miện, đồng hành đi quy khư. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2447, Đại Ngũ Hành Cấm Tuyệt Thần Quang. Khôi lỗi hóa thần, Mạc Hành Đạo lập tức sinh lòng cảnh giác, ánh mắt thay đổi. Tuệ Quang Thánh Giả làm như không thấy, tiếp tục nói. Thiên đạo ma âm như cái gai đâm trên lưng, tu sĩ hóa thần chúng ta bị nhốt như thú trong lồng, chúng ta không cam lòng vươn cổ chịu chết, Đông Hải Quy Khư còn một chút hy vọng sống. Bần Tăng và Thánh Vương giải quyết xong hậu sự liền đông độ phi thăng, không lưu lại giới này quá lâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian lắm, cho dù hai tộc hợp lực, vẫn không thể luyện chế khôi lỗi hóa thần kỳ kịp thời. Bần Tăng thấy khôi lỗi của Mạc Thí Chủ khá tốt, đẳng cấp Nguyên Anh đã tìm hiểu ra âm dương độn thuật. Tiềm lực bất phàm, Bần Tăng và Thánh Vương nguyện ý toàn lực ủng hộ Thí Chủ tế luyện khôi lỗi, tiến thêm một bước. Làm một độc hành hiệp, Mạc Hành Đạo không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, thay đổi rất nhanh. Tính tình trải qua thiên trì bách luyện, để Mạc Hành Đạo lấy tốc độ nhanh nhất ổn định tâm thần, khôi phục lý trí cùng năng lực suy tính, biết rõ mục đích thực sự của hai vị hóa thân. Thì ra hai người nhìn chúng khôi lỗi của mình. Bất quá, những chuyện long đong đó không đáng nhắc đến, thiên đạo ma âm đáng sợ như thế, Mạc Hành Đạo cảm thấy tuyệt vọng khi nghe Tuệ Quang Thánh Giả nói, khó mà tự kiềm chế. Y hơi mờ mịt luống cuống. Bất luận một, vị đại tu sĩ nào, nghe thấy chuyện này đoán chừng đều phản ứng như nhau. Bỏ bao công sức tu hành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện nào khác, bỏ qua vinh hoa hưởng lạc dễ như trở bàn tay, bởi vì từ đầu đến cuối có một mục tiêu vững chắc, đột phá hóa thần. Phi thăng, siêu thoát, hiện tại mục tiêu ầm ầm sụp đổ, hết thảy mất đi ý nghĩa,
thật sự có thể buông chấp niệm đại đạo xuống, trầm mê thói tục, thậm chí phóng túng, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua quãng đời còn lại sao? Hai vị hóa thần muốn mình chủ động giao khôi lỗi hay bọn họ muốn dùng vật để đổi? Vô số ý niệm hiện lên trong đầu Mạc Hành Đạo. Cam Lộ Thiền Viện bá chủ Trung Châu chắc hẳn có đủ loại hứa hẹn mê người, nhưng ngoại trừ phi thăng đều không thể làm Mạc Hành Đạo hứng thú một tơ một hào nào. Cổ ma, hung thú. Trong đầu Mạc Hành Đạo thoáng hiện linh quang, gấp giọng nói. Nếu nguyên nhân do ma âm, hai vị tiền bối bắt sống cổ ma, chẳng lẽ không hỏi ra cái gì sao? Đám hung thú phát cuồng trong phong bạo mang, có phải bởi vì xào huyệt xảy ra biến cố không? Thấy Mạc Hành Đạo khôi phục tinh thần lại nhanh như vậy, bắt lấy trọng điểm, Tuệ Quang Thánh Giả không khỏi tán thưởng, giải thích. Liên quan đến thiên đạo ma âm, hiện tại có hai suy đoán. Thứ nhất, ma âm vốn tồn tại như thế từ lâu, tiên điện chính là vật trấn áp ma âm. Hộ đạo cho sinh linh trong giới, tiên điện phi thăng, giới này mất đi người hộ đạo, chúng ta mới bị ma âm uy hiếp. Nếu như vậy, khả năng lớn dị biến bắt đầu chưa lâu, không ai biết cuối cùng có dẫn đến bình chướng sụp đổ hay không, toàn bộ sinh linh diệt tuyệt. Thứ hai, ta đoán tiên điện phi thăng dẫn đến giới diện dung chuyển, chỗ sâu trong quy khư phát sinh biến cố vô định, nơi đó mới là ngọn nguồn phát ra ma âm. Hung thú vốn tụ cư trong Đông Hải quy khư, bình thường không rời xa nơi sống, toàn bộ giới này quy khư thần bí khó lường. Nhất, đến nay không ai có thể thăm dò chỗ sâu trong quy khư, tìm hiểu bí mật của nó. Vô số tiền bối hóa thần, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, gian nan tìm thấy con đường dẫn đến đạo tiêu môn. Tuệ Quang Thánh Giả dừng lại chút, để Mạc Hành Đạo tiêu hóa thông tin, sau đó nói tiếp. Bần Tăng đã sai người giám sát phong bạo mang, tranh thủ bắt sống một con hung thú, còn cổ ma. Trong khoảng thời gian qua, Bần Tăng và Thánh Vương một mực nghĩ biện pháp trợ giúp nó khôi phục thần trí. Sau cùng phát hiện, cổ ma và khí linh đã như một thể, mà lại dung hợp chí ít ba ý thức khác nhau, thôn phệ lẫn nhau. Bị thiên đạo ma âm công kích, hỗn loạn đến cực điểm, bị điên cuồng và hỗn độn chiếm cứ, linh trí đã triệt để mất đi. Chỉ sợ chí ít cần mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn, mới có một cơ hội khôi phục, mà lại bởi vì thiên đạo ma âm từ đầu đến cuối luôn tồn tại, gần như không thể nào hoàn thành. Trong khi nói chuyện, Tuệ Quang Thánh Giả dẫn Mạc Hành Đạo đi xuống nội thất, thấy ma thân bị trói trên phong ma thùng. Bề ngoài ma thân càng thêm dọa người, nhìn thấy mà giật mình, nhục thể bành trướng, ngũ quan sai chỗ, huyết nhục vặn vẹo, như một viên thịt kinh khủng. Không biết hai vị hóa thần sử dụng thủ đoạn gì, ma thân bình tĩnh trở lại, không tiếp tục gào thét, nhưng Mạc Hành Đạo có thể thấy sự bạo ngược, điên cuồng trong ánh mắt ma thân. Trước đó bọn họ đều tưởng rằng do ma nhiễm tạo thành, lúc này mới biết thiên đạo ma âm là kẻ cầm đầu. Tuệ Quang Thánh Giả không giấu giếm Mạc Hành Đạo, giải thích cặn kẽ trạng thái của ma thân, còn nói cho y biết mục đích của hai người. Khí linh đánh mất ý thức, không cách nào kháng cự lực lượng bên ngoài, Bần Tăng và Thánh Vương Minh Tư khổ tưởng đã lâu, tham khảo biện pháp lấy trận ngự khí của vô tướng tiên môn để thao túng ngũ hành miện. Uy năng mạnh nhất của ngũ hành miện tên gọi Đại Ngũ Hành Cấm, Tuyệt Thần Quang, thuộc một loại cấm thuật, thần quang nghịch ngũ hành, trận chiến phục ma thấm sâu trong người chúng ta, thấu hiểu rất rõ. Ngũ hành thần quang chủ yếu dùng để phong cấm, một bảo vật thế gian vô xuất kỳ hữu, Bần Tăng và Thánh Vương coi trọng nhất. Đường đi quy khư tao ngộ hung thú, lấy ngũ hành phong cấm hạn chế hung thú, cấp tốc thoát thân, không dẫn đến quá nhiều nguy hiểm, nhưng mà... Tuệ Quang Thánh Giả đổi giọng, ngưng trọng nói, bởi vì khí linh điên rồi, lúc sử dụng ngũ hành miện lại bị sự điên cuồng xâm nhiễm, cần nhiều người chia sẻ. Cho nên khôi lỗi của Mạc Mỗ, nhị vị tiền bối nhất định phải lấy. Mạc Hành Đạo cười khổ, trong lòng biết bản thân không thể phản kháng, dứt khoát nói thẳng. Không biết tiền bối chuẩn bị làm thế nào để Mạc Mỗ dâng khôi lỗi lên. Tuệ Quang Thánh Giả nhìn Mạc Hành Đạo một lúc lâu, trầm ngâm nói. Cần xem bộ khôi lỗi của thí chủ, phải bản mệnh khôi lỗi hay không? Mạc Hành Đạo im lặng nói, không phải bản mệnh khôi lỗi thì sao? Bần Tăng và Thánh Vương sẽ xuất ra bảo vật, tận lực thỏa mãn yêu cầu của thí chủ, sau đó lên tiếng cho thiên hạ biết. Hậu nhân Mạc Gia và Cam Lộ Thiền Viện ta kết đồng minh, không ai dám làm thí chủ khó xử. Tuệ Quang Thánh Giả chậm rãi nói, đổi lại những người khác, khi nghe điều kiện như thế chắc chắn mừng như điên. Mạc Hành Đạo lại ngay cả mí mắt đều chẳng muốn giật. Nếu là bản mệnh khôi lỗi thì sao? Mà đây chính là nguyên nhân hai vị hóa thân hao phí miệng lưỡi giải thích cho Mạc Hành Đạo nhiều như vậy.
Bản mệnh khôi lỗi khác khôi lỗi phổ thông rất lớn, bản mệnh pháp bảo và chủ nhân vui buồn tương quan, đạo cơ tương liên, chủ nhân vẫn lạc, thực lực của khôi lỗi nhất định hạ thấp, mất hết tiềm lực. Nếu hai người không hoài nghi bộ khôi lỗi kia là bản mệnh khôi lỗi của Mạc Hành Đạo, không thể mạnh mẽ đoạt lấy, chỉ cần dùng tính mạng uy hiếp để y dâng khôi lỗi lên, không sợ Mạc Hành Đạo phản kháng. Cho dù Tuệ Quang Thánh Giả bận tâm mặt mũi chính đạo của mình, công nhiên đoạt bảo của người khác thì không tốt, vẫn còn rất nhiều uy bức lợi dụ để dùng. Chỉ có thiên đạo ma âm uy hiếp, chúng ta vẫn còn lực chống cự, nghe nói khôi lỗi đạo có một bí thuật tên dung linh. Chúng ta toàn lực hỗ trợ khôi lỗi của thí chủ tiến thêm một bước, thí chủ dùng dung linh bí thuật phụ thân lên khôi lỗi, từ đó khống chế khôi lỗi hóa thần kỳ, muốn lẩn tránh thiên kiếp không khó. Tuệ Quang Thánh Giả cười nói, Mạc Hành Đạo nghe vậy biến sắc. Cảnh giới không đủ, cưỡng ép dung linh khôi lỗi, nhất định bị phản phệ, dù thành công, chỉ có thể khống chế nhất thời, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhẹ thì tương lai không thể tiến cảnh, nặng thì mê thất, chân chính biến thành khôi lỗi vô thức. Tuệ Quang Thánh Giả ngưng mắt nhìn Mạc Hành Đạo, im lặng không nói. Mạc Hành Đạo rất nhanh tỉnh táo lại, cảm thấy đề nghị của Tuệ Quang Thánh Giả đối mình đã là lựa chọn tốt nhất. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2448, Luyện Cổ Độc Thuật. Ngẫm lại hạ tràng của Tử Lôi Chân Nhân, Mạc Hành Đạo biết tâm cảnh của mình không thể thắng Tử Lôi Chân Nhân, tự đột phá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con đường hóa thần bình thường, phi thăng đi không thông, chỉ có thể mở ra lối riêng. Cần thoát khỏi lồng giam giới này trước, chờ đến thượng giới, tiếp xúc thiên địa rộng lớn hơn, lại tìm kiếm biện pháp giải quyết tai họa về sau, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù không bị hai vị hóa thần bức bách, y cũng chỉ còn con đường này để đi. Tuệ Quang Thánh Giả và Thanh Hồ Thánh Vương nguyện ý giúp tế luyện khôi lỗi, cơ duyên như thế cầu còn không được. Chỉ bằng vào chính mình, cho dù bản mệnh khôi lỗi dung hợp qua âm dương khôi tinh, vẫn rất khó tăng khôi lỗi nguyên anh kỳ lên đến cảnh giới hóa thần. Bỏ lỡ cơ hội lần này, sau khi hai vị hóa thần đi, về sau nếu muốn làm như vậy, nhất định tìm không thấy trợ thủ. Thấy Mạc Hành Đạo trầm mặc, Tuệ Quang Thánh Giả lại nói nếu thí chủ đầy đủ tự tin, chúng ta có thể trợ thí chủ cưỡng ép đột phá hóa thần, có khôi lỗi hộ đạo, tỷ lệ vượt qua thiên kiếp nhiều hơn người khác. Bất quá, một khi thí chủ độ kiếp thất bại, vẫn lạc khi độ tâm ma kiếp, Bần Tăng và Thánh Vương sẽ dùng bí thuật đưa chân tính còn sót lại của thí chủ, đánh vào khôi lỗi. Khôi lỗi tạm thời do chúng ta khống chế, nhưng mà loại bí thuật như thế không cách nào duy trì lâu dài, thí chủ không cần lo lắng bị chúng ta khống chế, vĩnh thế không thể siêu sinh. Trong lời nói của Tuệ Quang Thánh Giả đầy lãnh khốc, làm người ta rùng mình. Mạc Hành Đạo khó hiểu, vì sao nhất định phải như thế? Chẳng lẽ không thể chờ bản mệnh khôi lỗi của Mạc Mỗ tăng lên đẳng cấp hóa thần, để Mạc Mỗ thao túng khôi lỗi, đồng hành nhị vị tiền bối sao? Thanh Hồ Thánh Vương một mực lười nhác mở miệng, nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, si tâm vọng tưởng. Không nói chỗ sâu trong quy khư nguy hiểm tứ bề, đơn giản nhất linh áp nơi đó nguyên anh kỳ không thể tiếp nhận, còn chưa đi đến đạo tiêu môn, ngươi đã bạo thể mà chết rồi. Tuệ Quang Thánh Giả gật nhẹ đầu, vô số năm qua, tiền bối hóa thần kỳ vẫn lạc trong quy khư không ít. Trên đường đi đạo tiêu môn nguy cơ trùng trùng, Bần Tăng và Thánh Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, cho dù thí chủ có khôi lỗi bảo vệ, vẫn khó đảm bảo chu toàn. Man Châu, dưới đáy độc hồ, động phủ của Khấp Linh động chủ, hóa thân và quỷ mẫu đến đây tiếp ứng. Bản Tôn và Lưu Ly sinh cảm ứng, đi ra ngoài đón hai người. Tiến vào động phủ, quỷ mẫu nhìn thấy Lưu Ly, ánh mắt sáng lên, dò xét trên dưới, chậc chậc tán thưởng hai tiếng, nghiêng đầu dò xét Tần Tang, như cười mà không phải. Cười, một giai nhân xinh đẹp tuyệt thế thật tốt, khó trách tiểu tử ngươi lưu luyến quên về, bộ dáng trong nhà số khổ quên mất không còn một mảnh. Tần Tang không phải lần đầu tiên lĩnh giáo quỷ mẫu ác miệng, da mặt vẫn hơi cứng, ai mà ngờ đến, cường giả sống từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, không biết giữ mồm giữ miệng như thế. Hết lần này đến lần khác, quỷ mẫu còn không thèm che đậy thực lực miệng lưỡi của mình. Ghé mắt nhìn Lưu Ly, thấy nàng chỉ hơi nhíu mày, chưa tức giận. Tần Tang vội vàng nghênh đón quỷ mẫu tiến đến, đổi chủ đề, hòa hoãn không khí. Vừa vặn hắn có rất nhiều chuyện cần thỉnh giáo quỷ mẫu. Thông qua ý thức của hóa thân,
Tần Tang biết hai người đã chiếm cứ Lộc Giã, khống chế Minh Nguyệt Vệ, biết mình lại nhiều thêm hai đầu tôn, xem như thế lực hình thức ban đầu. Vốn không muốn sáng tạo thế lực tại Trung Châu, không nghĩ tới vẫn bị đẩy lên từng bước một. Về sau dứt khoát mở một cái Thanh Dương Quan tại Trung Châu, Vân Du Tử tiền bối nhất định không ngại khai chi tán diệp tại Trung Châu. Những công pháp bí thuật hắn lấy từ Vô Tướng Tiên Môn, đủ để trèo chống một tông môn. Lộc Giã hơi nhỏ, tạm thời có thể dùng làm đạo tràng. Bất quá vẫn còn rất nhiều phiền phức chưa giải quyết, chuyện đó sau này lại quyết định. Hàn huyên qua đi. Tần Tang nội thị khí hải, dẫn động Vân Du Kiếm, dùng độc châu bao vây lấy cổ vương đang ngủ mê, chậm rãi từ thể nội bay ra. Con hung trùng này vãn bối ngoài ý muốn đạt được, tạm thời không cách nào thuần phục nó, còn nhiều phong hiểm khó giải quyết. Xin tiền bối chỉ điểm. Nhớ lại chuyện ngày đó trên Đế Thụ Sơn, hắn biết Độc Vương có thủ đoạn truy tung cổ vương trong khoảng thời gian qua. Tần Tang và Lưu Ly một mực bảo trì cảnh giới, mật thiết chú ý tin tức trong di phủ, tùy thời chuẩn bị rút lui. Không biết quỷ mẫu có cách nào thuần phục cổ vương không? Cổ vương đang ngủ say, toàn thân trắng nõn. Tần Tang giới thiệu, sơ lược thần thông và lai lịch của cổ vương là luyện cổ độc thuật. Quỷ mẫu gật đầu, không sợ cổ vương đột nhiên phun độc quang, nàng nhấc tay phải lên, hai ngón kẹp lấy cổ vương, đưa đến gần cẩn thận xem xét. Tần Tang thấy đôi mắt của quỷ mẫu lấp lóe như sao trời, hào quang quỷ dị khác thường, hắn tĩnh tọa bên cạnh, không dám quấy nhiễu. Một khắc đồng hồ sau, quỷ mẫu nháy mắt, đôi mắt khôi phục bình thường, cười nói. Luyện cổ độc thuật thật thô lậu, nhưng vẫn còn chỗ thú vị. Theo ta quan sát, có người muốn thôn phệ lực lượng nào đó, mượn luyện cốt thuật giá tiếp thể nội cổ trùng, từ đó giao phó sự sống mới. Đối phương có thể truy tung cổ vương bởi vì dựa vào phần liên hệ đó, nhưng chỉ có thể cảm ứng trong khoảng cách nhất định, muốn tìm ngươi không dễ đâu. Suy nghĩ tìm tòi trong chốc lát, quỷ mẫu lại nói, việc này không khó giải quyết. Tiếp theo, quỷ mẫu để Tần Tang thu hồi kiếm ý. Cổ vương cảm ứng được biến hóa của ngoại giới, cánh rung động, muốn thức tỉnh. Quỷ mẫu liên tục gảy ngón tay, từng đoàn sương mù màu trắng trôi đến cổ vương, nhanh chóng bao phủ nó lại, sau đó quỷ mẫu hợp song trưởng lại, sương mù bỗng nhiên thu nhỏ. Thân thể như ngọc của cổ vương bị in lên từng đường vân, tựa như vân văn tự nhiên. Tần Tang thôi động kiếm ý tiến hành áp chế. Quỷ mẫu nói, nó bị luyện cổ độc thuật thô lậu làm hao hết tiềm lực, linh trí thấp, trừ phi tìm thấy cơ duyên nghịch thiên, nếu không mãi mãi không thể tiến dài. Chí ít đối tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói, uy hiếp của nó vô cùng đáng sợ, nếu dã tâm của ngươi không chỉ như thế, không bằng cho Độc Châu thôn phệ đi. Độc Châu do Phì Tằm lĩnh ngộ thần thông độc đạo mà tạo thành, tiềm lực vô lượng, con trùng bị phế này tuyệt không thể so sánh. Lời nói của quỷ mẫu không mưu mà hợp ý nghĩ của Tần Tang. Nghe quỷ mẫu chỉ điểm, Tần Tang đã quyết định. Nhưng mà độc quang của cổ vương cường hãn như thế, cho Độc Châu thôn phệ, nếu vẫn chỉ tăng năng lực tịch độc lên, khó tránh khỏi hơi lãng phí. Tác dụng tịch độc giáp chật hẹp, cao thủ dùng độc khá ít, uy lực hiện tại miễn cưỡng đủ dùng rồi. Nếu có thể thuần phục cổ vương, không bằng lợi dụng một đoạn thời gian, một ngày kia bản thân tiến giai hóa thần, lại cho Độc Châu thôn phệ không muộn. Tần Tang nói cho quỷ mẫu biết suy nghĩ của mình. Không ngờ, quỷ mẫu liếc mắt nhìn hắn. Nuốt nhiều độc vật như vậy, chỉ có thể dùng để tịch độc, huyết mạch của thần tầm sao lại đơn giản như vậy. Về sau ta mới phát hiện, thần thông chân chính của con tầm lười kia, dù chỉ liên quan độc đạo, vẫn chưa hoàn toàn kích phát tiềm lực. Làm theo lời ta bảo, để Độc Châu thôn phệ cổ vương, ngươi vẫn có thể sử dụng liệt độc. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2449, rời đi. Độc Châu, kể cả Phì Tằm, bởi vì tác dụng đơn nhất, ít đất dụng võ. Một khi thu hoạch năng lực ngự độc, khác nhau rất lớn. Vẫn còn Thiên Tuyệt Đãng Hồn Thần Châm của Quái Kiểm Nhân, Tần Tang vẫn nhớ rõ uy lực của thần châm, nếu có thể lợi dụng Độc Châu luyện thành thần châm, hắn lại nhiều thêm một thủ đoạn sát thương cao. Nghĩ đến đây, trái tim của Tần Tang đập thình thịch, lập tức thỉnh giáo quỷ mẫu cách tế luyện Độc Châu. Khi biết muốn tế luyện Độc Châu, sau đó thôn phệ cổ vương cần thời gian, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, hắn đành chậm chậm mưu toan. Tiếp đó, ba người thương nghị, mau chóng lên đường, đưa bản tôn đi Lộc Giã chữa thương, để tránh đêm dài lắm mộng.
Càng quan trọng hơn, quỷ mẫu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nàng không kịp chờ đợi, chỉ cần trạng thái của Echo ổn định, nàng muốn hoành độ hư không. Việc này không nên chậm trễ. Đêm đó đám người quyết định lên đường. Bọn họ cố ý lách qua Trung Nguyên, rời xa nơi trú quân của các đại tông môn, chuyên tìm những nơi hiểm yếu khó đi để lên giường, tránh tai mắt của người khác. Ngoại trừ Tần Tang bản tôn bị thương, quỷ mẫu, Lưu Ly và hóa thân đều là cao thủ đỉnh tiêm, gian nan hiểm trở trên đường không tạo thành chướng ngại, như dẫm trên đất bằng, thuận lợi đi đến địa giới Bắc Hoang. Bắc Hoang hoang vắng, ngư long hỗn tạp, đến nơi này cơ bản đã an toàn. Đằng sau chỉ cần không chính diện gặp hai tộc hóa thần, đủ bảo đảm an toàn cho Tần Tang bản tôn. Thân thần sớm di động lộc giã đến phụ cận, bọn họ tìm thấy điểm neo, leo lên lộc giã, mờ mịt vô tung. Tu sĩ Bắc Hoang hoàn toàn không biết, một quái vật khổng lồ đang phiêu động trên không, nhìn hướng đi của nó, vậy mà đang đi đến Bắc Hải. Đưa Tần Tang về không lâu, Lưu Ly muốn chào từ biệt. Nàng và chúng ni Yểm Nguyệt Am vội vàng tách ra, sau đó còn hộ pháp cho Tần Tang, không tiện liên lạc, cần nhanh chóng quay lại, đưa truyền thừa vô tướng tiên môn cho bọn họ, dẹp an nhân tâm. Trong lúc đó, Lưu Ly cố ý vấn an Echo, nhưng Echo không tỉnh dậy, chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Nàng đã đưa băng nghi thần bàn cho Tần Tang. Đạo cơ của nàng và Tần Tang hóa thân gần như nhau, nhưng lại khác biệt. Hóa thân tu luyện theo cách của Tần Tang, hết thảy lấy đột phá làm mục tiêu, chủ động dùng hàn sát khí trong băng nghi thần bàn. Lưu Ly thì từ đầu đến cuối kiên trì con đường của mình, kiên định không thay đổi, chỉ mượn bàn băng tham chiếu, cho nên lĩnh hội hàn sát khí tốn thời gian không lâu. Dù vậy, nàng đã lĩnh ngộ rất nhiều, nóng lòng quay về bế quan. Đây là tín vật của lộc giã, điểm neo trên tín vật sẽ không sửa đổi, về sau tiên tử chỉ cần cầm tín vật đến, lộc giã đại trận liền cảm ứng. Tần Tang bản tôn đặc biệt xuất quan, đưa một thiết lệnh màu đen cho Lưu Ly, lại nói: "Ta chuẩn bị bày trận trên lộc giã, mô phỏng theo vô tướng tiên môn, ôn dưỡng, băng nghi thần bàn và hỏa tê bội, luyện chế tiên đài, để độ kiếp hóa thần. Toàn bộ nhờ tiên tử tương trợ, ta mới chạy thoát, Tần mỗ không dám độc hưởng, sau khi tiên tử đột phá, nhớ chuẩn bị luyện chế băng hỏa lệnh." Hắn từ Tô Tử Nam, biết rõ ký ức của Diên Sơn lão nhân. Nguyên lai, hai hộp băng năm đó Diên Sơn lão nhân lấy từ Tuyết Mộ, một cái chứa thủy tướng lệnh, một cái khác thì ghi chép đại trận độ kiếp và một bộ phận truyền thừa của thủy tướng. Bởi vậy Tần Tang biết tên thật băng nghi thần bàn và hỏa tê bội, cách luyện chế thái cực tiên đài và băng hỏa lệnh, tránh phiền phức tự bản thân lĩnh hội. Phong thanh qua đi, sau đó đi tìm vật liệu luyện chế không muộn. Về phần băng nghi thần bàn và hỏa tê bội, chỉ cần dùng đại trận duy trì, tiếp tục bổ sung lực lượng. Không chỉ bảo hộ nhiều hơn một người độ kiếp, còn có thể để lại cho hậu nhân, lấy tư cách căn cơ của tông môn. Tiên trận độ kiếp vô danh, vô tướng tiên môn tự xưng qua tam tai, đại trận do vô tướng tiên môn dùng các loại bảo vật hợp lại tạo thành. Trải qua nhiều quá trình nghiệm chứng, hiểu rõ tam tai kiếp, khi độ thiên kiếp hóa thần cũng có hiệu quả nhất định. Đương nhiên, vẫn có thể dùng độ thiên kiếp nguyên anh. Nhưng bởi vì cần thời gian bổ sung năng lượng cho hai bảo vật, hơn nữa băng hỏa lệnh chỉ dùng một lần, trong lúc độ kiếp thái cực tiên đài có phong hiểm bị hủy. Luyện chế băng hỏa lệnh và tiên đài độ khó cực cao, vô tướng tiên môn định quy củ, môn hạ đệ tử nhất định phải tiến giai hóa thần mới có thể sử dụng. Tần Tang suy nghĩ nhiều lần, nếu năm đó Vân Du Tử độ kiếp có trận này bảo vệ, kết cục phải chăng sẽ khác nhau. Đưa mắt nhìn Lưu Ly đi xa, Tần Tang im lặng, quay người trở về động phủ. Nhìn thấy quỷ mẫu chẳng biết đến từ lúc nào, nghiêng người dựa thân cây, hai tay ôm ngực, chép miệng. Đi rồi sao? Tần Tang gật đầu. Quỷ mẫu cười, một tiếng, hiếu kỳ hỏi. Mỹ nhân như thế, tiểu tử ngươi lừa thế nào vậy? Quỷ mẫu liếc mắt liền biết giữa Tần Tang và Lưu Ly rất có vấn đề. Không phải nàng phát hiện lạc ấn của Tà Công, mà nàng hiểu rõ thế sự, thái độ nhăn nhó của hai người thật sự quá rõ ràng. Trong khoảng thời gian qua, quỷ mẫu nhìn đến khó chịu. Tần Tang trầm mặc một lát, hỏi. Nghe nói thế gian còn cách nhập đạo từ việc phong ấn thất tình, nhưng nếu thất tình không tự mất mà bị thao túng, vậy nên giải thoát như thế nào? Lấy tâm cảnh của quỷ mẫu, còn ảm hiểu nhiều kinh điển, môi đỏ hơi vểnh. Lấp không bằng khai thông. Trong động phủ, Tần Tang trầm tư thật lâu, nghĩ đến Lưu Ly và lạc ấn của Tà Công. Vừa rồi hắn và quỷ mẫu đã trao đổi qua. Quỷ mẫu không cách nào tốt hơn để giải quyết lạc ấn của Tà Công. Nghe quỷ mẫu nói,
Tần Tang biết, nhưng Lưu Ly lại không hiểu rõ. Thí dụ như bí thuật giết phu chứng đạo của Đông Dương Bá. Lợi dụng lạc ấn của Tà Công có lẽ không chỉ giải quyết vấn đề, còn thu hoạch lợi ích. Tần Tang không thể hiến thân, hắn chỉ tham khảo cách đó mà thôi. Nhưng suy nghĩ của hai người khác nhau, dù sao hai người không cách nào động chân tình, hắn không rõ lạc ấn của Tà Công ảnh hưởng Lưu Ly tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tần Tang lo lắng Lưu Ly cự tuyệt hảo ý của hắn, cố tình rũ sạch quan hệ, không chỉ bởi vì kháng cự lạc ấn của Tà Công, trong lòng nàng đã sinh ma chướng mà không biết. Loại tâm ma như thế, đành phải chờ bản thân Lưu Ly lĩnh ngộ, Tần Tang tùy tiện nhúng tay, hại hoàn toàn nhiều hơn lợi. Trong động phủ vang lên một tiếng thở dài xa xôi. Tần Tang không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, quăng những việc vặt đó ra khỏi đầu, vung bàn tay lên, lấy di vật của hóa thần vu tộc ra, bày trước mặt. Bên trong di vật, còn vài món bảo vật hỗ thông hai tộc, Tần Tang tu luyện bản mệnh cổ trùng của vu tộc, có thể dùng tới. Nhưng phần lớn bị đánh lạc ấn của vu tộc thật sâu, bị Tần Tang đẩy sang một bên. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2450, Lưu Huỳnh. Sửa soạn xong hết, trước mặt chỉ còn hai tòa tinh đài. Tại Đế Thụ Sơn, Tần Tang lo lắng tinh đài sát nhập sẽ sinh ra dị tượng, chờ tới bây giờ mới bắt đầu thử. Lộc Giã đã bay vào khu vực Bắc Hoang không người, dị tượng lớn hơn nữa cũng không cần lo lắng. Tần Tang đi ra động phủ, bày ra trận pháp xung quanh, đặt hai tòa tinh đài ở trước mặt. Duỗi ra hai tay, đặt ở trên hai khối tinh đài, cảm thụ liên hệ giữa tinh đài cùng các vì sao, cảm giác quen thuộc khiến hắn nhớ lại thiên yêu luyện hình, đã hoang phế từ lâu. Nhưng hắn vẫn không định dùng lại phương pháp này, mà tiếp tục luyện hóa ma hỏa, tu luyện hỏa chủng kim liên, chữa thương, cũng không chậm trễ rèn luyện thần thức. Bộp, Tần Tang hợp hai tay lại, tinh đài sát nhập. Kinh người là, chúng lập tức dính chặt vào nhau, trong khe hở bộc phát ra tinh quang chói mắt, hai tòa tinh đài bắt đầu chủ động dung hợp. Hoàn toàn không cần Tần Tang làm gì, dị tượng kinh thiên trong dự đoán cũng không xuất hiện. Không lâu sau, tinh quang dần hạ xuống, Tần Tang ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện vết nối giữa khe hở đã biến mất, liền thành một khối, tạo thành một bệ đá hình tròn. Xung quanh tinh đài hình như có một tầng tinh quang nhàn nhạt, giống như trước đây. Tần Tang trầm ngâm một lát, thân ảnh nhoáng một cái, khoanh chân ngồi trên tinh đài, thôi động thiên yêu luyện hình. Cảm giác tốc độ hút nhiếp tinh thần mạnh hơn trước đó, nhưng trừ điều đó ra, không có biến hóa nào khác. Hắc Xà lão tổ phái ra đệ tử đắc ý, chui vào đại phái nhân tộc trộm lấy tinh đài. Hóa thần vu tộc thì mang theo tinh đài trên người, đi vào Trung Châu, nếu tinh đài đơn giản như vậy, có phần chuyện bé xé, ra to. Tần Tang không có đầu mối, không cách nào phá giải huyền bí của tinh đài. Cho đến một ngày này, Lộc Giã bay vào Bắc Hải, dừng trên một đảo đá phi thường phổ thông. Nơi đây ở Tây Bộ Bắc Hải, tương đương với toàn bộ góc Tây Bắc Trung Châu, là nơi vắng vẻ, lại quanh năm chịu phong bạo mang ảnh hưởng, vắng vẻ không người, là nơi quỷ mẫu chọn để phi thăng. Quỷ mẫu xúc động cấm chế động phủ của Tần Tang, mang đến tin tức. Nàng đã quyết định lập tức bày trận, tranh thủ trong vòng một tháng phi thăng. Vội vàng như thế, Tần Tang tuy đã chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi buồn vô cớ, đón quỷ mẫu vào, lấy ra di vật hóa thần vu tộc, mặc nàng chọn lựa. Nói là cho quỷ mẫu, không bằng nói là cho Echo. Quỷ mẫu cũng biết rõ điểm này, không chút khách khí. Có chút gia sản nha quỷ mẫu chọn lựa lựa, lấy đi một ít, trả lại mấy thứ bên trong cho Tần Tang. Ngươi tu luyện bản mệnh trùng cổ tộc ta, tế luyện theo lời ta nói, những thứ này cũng có thể dùng tới. Giống viên ly cấu châu này, sau khi luyện hóa để hồ điệp của ngươi nuốt vào, các ngươi chung nhau thao túng châu này, đủ làm uy lực thần thông nó nâng cao một bước. Còn có thanh linh thung này, thủ pháp luyện chế quá thô ráp, nhờ vậy bảo lưu lại đặc tính linh vật thanh linh chi. Tháo rời ra, tu luyện bản hồ chân kinh tự linh pháp sẽ làm ít công to quỷ mẫu không tiếc chỉ điểm, Tần Tang ghi nhớ lại hết. Đạt được bản hồ chân kinh, Tần Tang còn chưa lĩnh hội tốt, minh sư lại sắp phi thăng, chỉ có thể ghi lại đầy đủ lời dạy của quỷ mẫu, về sau chậm rãi lĩnh hội. Về sau, tăng lên cảnh giới thiên mục điệp là quan trọng nhất. Sau cùng, Tần Tang lấy ra tinh đài, mời quỷ mẫu xem xét. Hiện tại trở về Thương Lãng Hải đã không thực tế. Mặc dù đạt được hải đồ, nhưng trong phòng bạo mang có hung thú phát cuồng dạo chơi khắp nơi,
vô cùng nguy hiểm, Tần Tang không dám chắc sẽ may mắn như lần trước. Tinh đài trong tay hắn chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện thiên yêu luyện hình, mà lại không thể dẫn động tinh thần lực quán thể đột phá, không đúng giá trị Tần Tang dự đoán, không khác bảo châu bị phủ bụi. Vạn nhất tinh đài có trợ giúp đột phá hóa thần, cách làm của mình sẽ có phần buồn cười. Cái này quỷ mẫu tiếp nhận tinh đài, lật qua lật lại quan sát, lông mày nhíu lên, ngươi xác định đây là vật tộc ta. Tần Tang nghe vậy giật mình, giới thiệu rõ lai lịch hai khối tinh đài. Quỷ mẫu trầm tư một hồi, nói, tộc ta cùng bảo vật liên quan tinh thần lực không phải số ít, nhưng trong trí nhớ bản cung, không tồn tại ba động tương tự tinh đài này. Đương nhiên, bản cung không chỉ tu vi bị phong ấn, ký ức cũng tổn hại rất nhiều, có thể phần ký ức này đã bị xóa đi. Vu tộc thượng giới dường như tồn tại các thị tộc khác nhau, mỗi thị tộc truyền thừa sẽ khác nhau, nên không rõ là bảo vật thị tộc nào, phải xem xuất thân huyết mạch vu tộc Thường Lãng Hải. Bất quá, theo ý bản cung, có hai khả năng lớn nhất, một là bảo vật này không liên quan tới tộc ta. Ta nhớ ngươi đã nói vu tộc Thường Lãng Hải truyền thừa không trọn vẹn, bị ép tu luyện công pháp nhân tộc, khả năng đều là kẻ ngoại lai. Hai là bảo vật này vẫn không hoàn chỉnh, thiếu khuyết phần mấu chốt, cho nên ngươi ta đều không thể dẫn động cấm chế bên trong. Nói xong, quỷ mẫu ném tinh đài lại cho Tần Tang, ngoại trừ hoành độ hư không, những vật khác không khiến nàng hứng thú. Tần Tang tiếp nhận tinh đài, như có điều suy nghĩ, xem ra phải chờ trở về Thương Lãng Hải mới có thể giải khai câu đố. Sau một tháng, trên đảo đá, Tần Tang cùng quỷ mẫu đứng sóng vai, nhìn suối nước trước mặt, thần tình nghiêm túc. Hóa thân mang theo Minh Nguyệt vệ tuần sát xung quanh, thân thần phụng mệnh đã di chuyển lộc dã đến nơi xa. Trong suối nước, nổi lơ lửng một cái giường trúc, Echo với trang phục lộng lẫy, vẻ mặt điềm tĩnh, lặng lặng nằm trên giường trúc, hai tay gấp lại trước ngực, vẫn trong giấc mộng. Mi tâm nàng hiện ra một cái bóng mờ, phi tâm đong đưa thân thể, tựa hồ đang cáo biệt Tần Tang. Trong khoảng thời gian này nó bị quỷ mẫu giày vò lợi hại, quả thực là gầy đi trông thấy. Suối nước không gợn sóng, bốn phía chất đất làm đài, bày ra đại trận. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đi, quỷ mẫu nói khẽ. Tần Tang thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Echo một chút, chậm rãi lui lại. Quỷ mẫu leo lên tế đàn, ngước nhìn thiên khung. Đã tới đêm khuya, hôm nay không trăng, tinh hà đầy trời, cho đến giờ tí. Quỷ mẫu thu tầm mắt lại, gật đầu với Tần Tang, đột nhiên mở ra hai tay. Không có bất kỳ thanh âm gì, trái tim Tần Tang hơi nhúc nhích một chút, bị dẫn vào một loại vận luật không hiểu. Tế vũ. Quỷ mẫu giơ cao hai tay, thân thể vặn vẹo, tựa như muốn ôm thương khung vào lòng, dừng lại một chút, sau đó bộc phát ra điệu múa rất có lực lượng. Dưới bóng đêm, thân ảnh quỷ mẫu như rắn, mọi cử động mang theo vận luật kỳ dị, tự nhiên phù hợp với thiên địa. Tần Tang vô thức ngừng thở, gần như muốn đắm chìm vào bên trong, đột ngột nghe tiếng phong lôi, lại nhìn không trung chẳng biết lúc nào vân khí hiện lên từng cơn, điện xà rong ruổi, chốc lát mưa bụi bay xuống. Thiên địa như nghe theo quỷ mẫu tế mưa, ầm ầm tiếng sấm chấn thiên. Ao nước lại không có chút gợn sóng nào, tế đàn tản mát ra hào quang kỳ dị, không ngừng tụ lại giường trúc, càng thêm lóa mắt, phảng phất giữa thiên địa đang chiếu rọi Echo. Cuối cùng quỷ mẫu hoàn thành điệu múa, dậm lên tế đàn. Ầm. Tế đàn, con đường bằng đá, thậm chí nước biển xung quanh rung mạnh, thiên địa lấy tiếng sấm trả lời. Tần Tang bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, tinh hà tựa hồ cũng chấn động một cái, sao trời xuất hiện nháy mắt lấp lánh. Sau một khắc, thân thể quỷ mẫu đột nhiên cứng ngắc, một đạo lưu quang từ mi tâm bay ra, lóe lên chui vào thể nội Echo. Tần Tang biết thời điểm mấu chốt nhất đã tới, nín thở, chỉ thấy chính giữa tế đàn càng ngày càng chói mắt, giường trúc dần dần trở nên trong suốt, dần dần hư vô. Khi quang mang sáng tỏ đến cực hạn, Echo cùng giường trúc đột nhiên biến mất. Lần sau gặp lại, nhớ gọi tên thật của nàng. Thanh âm quỷ mẫu vang lên bên tai hắn, hư vô mờ mịt, giống như than nhẹ. Tần Tang gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa tế đàn, chợt thấy một điểm oánh quang. Giống như một giọt lưu huỳnh bay đến trên đỉnh đầu hắn, xoay quanh nơi đó, như ngựa nhớ chuồng không đi. Tần Tang ngửa đầu, chợt thấy gương mặt có một vệt lạnh, đưa tay sờ nhẹ, hình như có nước đọng, lập tức tâm thần siết chặt. Sau một khắc, oánh quang bỗng nhiên bay cao, nhanh như thiểm điện, tốc độ bộc phát đến cực hạn, thậm chí không cách nào dùng từ nhanh chậm để hình dung. Chỉ sau một cái hoảng hốt, oánh quang liền bắn vào thiên khung,
ẩn vào ngàn vạn sao trời, đột nhiên không thấy nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 245 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.